thần cấp ở rể. Chương 501, sát thủ đuổi theo. Vừa rồi Trương Long đối phó với đám kẻ thù bên ngoài, anh ta sửng sốt vô cùng vì không rõ rốt cuộc ở đất Liêu Đông này là người nào mà lớn gan như vậy, dám để cho nhiều người tấn công vào công ty Hoa Cường như thế, có phải định ép chết đám người Diệp Vô Phong họ không? Nhưng chẳng lẽ chúng lại không hề biết chỉ cần nửa tiếng nữa người của cục Hồng Thuẫn sẽ tới. Đến lúc đó cả đám sát thủ ở đây đều sẽ bị giết chết. Tính mạng chúng đã được an bài, Cục Hồng Thuẫn một khi ra tay thì không chút lưu tình, chỉ cần là kẻ thù thì thành viên cục sẽ giết chết ngay tức khắc. Họ thậm chí chẳng cần giữ lại nhân chứng sống, đó mới chính là giết chết bất luận tội thực sự. Ở Trung Hoa, lực lượng của Cục Hồng Thuẫn vô cùng lớn mạnh, cũng có thể bất chấp sự tồn tại của hệ thống quan chức, họ không cần phải phục tùng mệnh lệnh bất cứ ai khác ngoài lãnh đạo cao nhất. Trương Long hiểu rõ người của mình chỉ cần cầm cự nửa tiếng nữa là được nhưng đây là lần đầu tiên anh ta chứng kiến một vụ ám sát có quy mô lớn đến vậy đám sát thủ bên ngoài hùng hổ xông vào và lực lượng thì lớn mạnh vô cùng vũ khí trong tay chúng cũng rất tân tiến sở hữu ngay cả loại súng trường uy lực lớn người của ta sắp không chống đỡ được lâu nữa đâu giám đốc diệp anh và giám đốc lâm mau rời khỏi đây tôi giúp anh chặn đỡ đòn tấn công của chúng trương long lo lắng nhìn diệp vô phong audio điện tử võ tấn bền Khẩu Tiểu Liên trong tay anh bắn ra bên ngoài khiến mấy tên sát thủ buộc phải lùi lại. Sát thủ có thể đến được trung hoa và ra tay với họ thì quả thực năng lực không hề kém chút nào, hơn nữa bên ngoài hiện đang có rất nhiều tên sát thủ làm bia đỡ đạn. Mặc dù chúng không được mạnh cho lắm nhưng hỏa lực mà chúng cung cấp cũng rất là ác liệt, có sức công phá ghê gớm. Cho nên lúc này đã không còn cách nào mà bỏ qua họ. Diệp Vô Phong hít một hơi thật sâu rồi ôm chặt lấy Lâm Thư Âm. Khẩu Tiểu Liên không biết có bắn ra phía ngoài hay chưa, mà anh đã bắt đầu di chuyển ra bên ngoài dưới sự hộ vệ của nhiều người. Nhưng khi Diệp Vô Phong đi tới cửa liền cao mày, ôm Lâm Thư âm trốn ở cột đá bên cạnh, boom, một viên đạn của khẩu súng bắn tỉa bắn vào tay Diệp Vô Phong, trực tiếp bắn xuyên qua nửa vai bên trái của anh, nổ thành lỗ hổng lớn. Thuộc hạ thì mở trợn tròn mắt, vươn tay ngã xuống đất co giật vài cái rồi chết. Trương Long thì mặt mày biến sắc một cách đột ngột tay súng bắn tỉa chẳng thể ngờ đối phương lại là một tay bắn súng tỉa mà còn nhất cử nhất động ôm cây đợi thỏ vừa rồi trong khi mấy tên sát thủ đang đấu nhau thì họ vẫn chẳng mở súng nói cách khác mấy tay súng đó chính là vẫn luôn đợi diệp vô phong cùng lâm thư âm xuất hiện nếu như diệp vô phong không dự cảm được nỗi nguy hiểm thì viên đạn đó đã giết chết lâm thư âm rồi cô vẫn đang ở trong vòng tay anh còn anh thì liếc mắt và dần hiện lên sát khí anh đang trở nên giận dữ Tình hình hiện tại chính là đám sát thủ bên ngoài đang giữ cục Hồng Thuẫn vẫn chưa phong tỏa hải quan của Trung Hoa nên vào ra tay với hai người họ trước. Mà trận chiến kiểu này không phải thứ mà 100 triệu người muốn mời mà mời được. Hẳn là có người đằng sau giật dây. Vụ này chẳng hề đơn giản như vậy nhưng hiện tại không phải là lúc anh nghĩ xem ai đã dở trò đằng sau cũng không cách nào điều tra ra người đó. Việc anh có thể làm đó chính là rời khỏi nơi này trước đã có bao nhiêu người của phong mãn lâu đã tới đây, tại sao chỉ có yêu phong xuất hiện, không thể thế được. Nhưng phong mẫn lâu trước nay làm nhiệm vụ không có mảy may sai sót nào. Lúc này đây Diệp vô phong đã nảy sinh nghi hoặc đối với phong mãn lâu, thậm chí anh còn nghi ngờ phong mãn lâu cũng ít nhiều có dính dáng liên quan tới vụ ám sát này. Yêu phong từ trên đi xuống, sát thủ ở trên đó đã bị anh ta giải quyết, lúc này mới đi tới cạnh Diệp vô phong ngẩng đầu nhìn về phía xa xa có tay bắn súng tỉa đúng không? Yêu Phong cười hỏi. Diệp vô phong gật đầu, có thì có, nhưng anh đối phó được không? Bây giờ tên đó chỉ đợi tôi với vợ tôi nữa thôi, các anh ra ngoài chúng cũng thở ơ thôi, để không bại lộ vị trí nên chúng không muốn bắn mấy người. Yêu Phong cười hả hê, yên tâm đi, người cua ả à phong mãn lâu làm sao để yên cho mấy đám người này đến làm loạn được. Anh ta lấy ra chiếc điện thoại, sau khi xem xong tin nhắn liền đưa cho Diệp vô phong xem, có thể đi rồi, Tên bắn tỉa đã được giải quyết xong xuôi. Diệp Vô Phong gật đầu rồi dẫn Lâm Thư Âm lên xe, đạn không ngừng bắn vào xe nhưng xe chống đạn rất mạnh, chỉ hằn lại mấy vết nông màu trắng. Diệp Vô Phong cung cấp vị trí cho lái xe sau đó ngồi bên cạnh Lâm Thư Âm. Sắc mặt tuy không được tốt nhưng cũng hiểu rõ rằng chuyện như này là chắc chắn không thể tránh khỏi. Suy cho cùng, ngồi trên vị trí cao như vậy khiêu khích nhiều kẻ thù cũng là điều dễ hiểu lâm thư âm có hơi lo lắng cho những người ở công ty hoa cường không biết mấy tên sát thủ đó có đến giết nhân viên ở công ty hoa cường không nữa diệp vô phong lắc đầu chúng là sát thủ chứ không phải giết người hàng loạt chúng cũng có đạo đức nghề nghiệp riêng với những người bình thường mà không ảnh hưởng tới chúng thì căn bản sẽ không ra tay đâu còn một nguyên nhân anh chưa nói tới đó là một tay sát thủ chân chính sẽ không lãng phí đạn cho những người chẳng hề liên quan cho nên nỗi lo lắng của lâm thư âm là hoàn toàn không cần thiết Chiếc xe phóng nhanh đến chi nhánh cục Hồng Thuẫn, khi lên đường cao tốc bỗng có mấy chiếc Hammer đen vội vàng đuổi theo, Diệp Vô Phong biết kẻ địch đã đến. Anh nghiêm nghị nói với tài xế, "Chạy nhanh lên, không được dừng dù có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa." Người tài xế gật đầu, kiên quyết thực hiện mệnh lệnh của anh, bắt đầu nhấn ga phóng về phía trước. Vài chiếc Hammer đã đuổi đến bên cạnh xe chống đạn, cửa sổ mở ra và một khẩu súng phóng lựu xuất hiện, đối diện trực tiếp với chiếc xe diệp vô phong không ngờ được đám người này sau khi tới trung hoa còn lấy được súng phóng lựu bỗng chốc nghiến răng nghiến lợi mặt mũi sầm xuống anh ôm lấy lâm thư âm bảo vệ tốt đầu của cô bùm quả lựu đạn rơi xuống cạnh xe bọc thép và nổ tung thổi tung chiếc xe sang hai bên với một lực lớn kinh hoàng khiến xe lắc lư hết bên này sang bên kia tài xế đã cố gắng hết sức để giữ thăng bằng cho xe nhưng nó vẫn tông vào vành đai xanh và cả xe bị lật nhào Tài xế đánh tay lái thì toàn bộ túi khí bị bung ra. ở phía sau xe cũng nổ túi khí. Hai người đằng sau không bị thương nhiều nhưng do quán tính của xe lâm thư âm có hơi chóng mặt sau khi xe bị đổ. Diệp vô phong cầm khẩu súng tiểu liên ra và mở cửa. Lúc này có hơn chục tên sát thủ cũng xuống từ chiếc Hummer kia. Chúng đang chậm rãi tới gần chiếc xe chống đạn. trong khoảnh khắc mở cửa xe chúng vô cùng thận trọng. Một khẩu tiểu liên thò ra từ bên trong bắn về phía chúng chương 502, chi viện đã tới. Những viên đạn bay về hướng chúng một cách chính xác, nhưng đám sát thủ này đều rất có kinh nghiệm, thực lực cũng rất tốt, bởi vậy chúng đã tìm nơi ẩn nấp ngay khi thấy khẩu tiểu liên xuất hiện. Đạn súng không hề hấn gì với chúng. Diệp vô phong cũng không trông chờ vào khẩu súng trên tay mình, anh chỉ muốn mấy tên đó lui sang một bên để có thời gian xuống xe. Anh nhảy sổ ra khỏi xe, Lâm Thư Âm cũng rất tự giác mà đóng cửa xe lại. Cô hiểu rằng vào giờ phút này chỉ cần không bị uy hiếp đã là cách tốt nhất để giúp Diệp Vô Phong rồi. Cô cầm lên chiếc súng trên ghế, nhìn tình hình bên ngoài, lúc này Diệp Vô Phong đã vòng tới bên cạnh một chiếc Hammer. Tên sát thủ trốn sau xe dường như chẳng thể ngờ Diệp Vô Phong đến bước đường này vẫn có thể phản đòn. Hắn lập tức giơ khẩu tiểu liên lên ngay khi thấy anh xuất hiện, nhưng lúc này đây anh đã đến ngay trước mặt hắn. Một tay nắm lấy đầu súng giơ lên trời, anh dùng roi quật lên cổ tên sát thủ khực, chỉ nghe thấy thứ âm thanh giòn giã, thân thể tên sát thủ đập vào thân xe Hammer, cả người mềm nhũn ra. Có ba tên sát thủ nấp đằng sau chiếc xe này, Diệp vô phong sau khi dễ dàng hạ một tên thì hai tên còn lại đã có đủ thời gian để lên nòng. Chỉ là anh giải quyết tên này xong thì rút lui và trốn cạnh xe. Hai tên kia ở sau xe vì có góc khuất nên không thể giải quyết được Diệp vô phong. Súng trong tay anh ta chắc không còn đạn nữa đâu, hồi nãy giết người còn dùng tới kỹ năng nữa. Một tên sát thủ nói với đồng đội mình bên cạnh. Người này cũng khá đồng tình với hắn. Nhưng trong lúc này tiếng súng lại vang lên, hai chân của hai người họ đã bị bắn xuyên qua, phát ra tiếng la hét thất thanh. Khi chúng ngã xuống đất liền phát hiện Diệp vô phong cầm khẩu tiểu liên nhắm vào mình. Thách thánh tìm được trăm trợ uyên, Việt Nam. Chúng trở nên kinh hãi thất sắc, muốn nhắm và bắn vào anh nhưng anh vẫn là nhanh hơn một bước, nổ súng bắn hai người họ. Diệp Vô Phong sắc mặt trở nên u ám và không định dừng lại. Anh đi vòng qua vòng đai xanh bên cạnh đi tới phía làn đường, chuyện xảy ra ở đây không ảnh hưởng đến việc lưu thông xe cộ. Xe cộ qua lại tấp nập, sự xuất hiện của Diệp Vô Phong thậm chí khiến một chiếc xe còn đánh tay lái, nhưng may mắn thay cuối cùng xe cũng dừng lại. Người tài xế trên xe kéo cửa kính xuống rồi chửi bới. Nhưng sau khi viên đạn lạc hướng của sát thủ bắn vỡ vụn kính xe thì tài xế vội vã gục đầu vào tay lái và nhấn ga bỏ chạy. Giờ phút này anh đã chẳng hề quan tâm đến bất cứ thứ gì nữa, anh biết rằng nếu không nhanh chóng rời khỏi đây thì ngay đến cái mạng cũng khó mà bảo toàn. Diệp vô phong nằm trên đai xanh quan sát đám sát thủ ở phía đối diện qua kẽ hở của bụi cây. Lúc này chúng được chia làm hai đội, một đội bắt đầu tiếp cận xe chống đạn, đội còn lại tiếp cận anh. Diệp vô phong dùng thắt lưng di chuyển sang một bên, quay trở lại làn đường của mình chĩa mũi tiểu liên vào đám sát thủ đang chuẩn bị tiếp cận xe chống đạn của mình. Đạn không ngừng bắn ra nhắm vào chúng khiến chúng sốt sắng tìm chỗ ẩn náu. Anh ta ở đây." Một tên nói lớn với đám đồng bọn đang truy lùng Diệp Vô Phong. Trong nháy mắt tất cả sát thủ đã tập trung lại, còn anh đang tựa vào chiếc xe chống đạn hít hơi thật sâu rồi cầm lấy súng tiểu liên, nhưng anh biết rõ đã hết đạn rồi. Anh đi vòng qua phía bên kia và bắt đầu bước đi với một tốc độ rất nhanh, mười mấy tên sát thủ đồng loạt quay họng súng về phía Diệp Vô Phong và nổ súng nhưng tới giờ chúng mới nhận ra tốc độ di chuyển của anh quá mạnh quá nhanh, quan trọng nhất chính là khoảng cách giữa họ đang được rút ngắn rất rất nhanh. Trong mắt của một tên sát thủ hiện lên sự kinh hãi nhìn Diệp vô phong lao tới trước mặt, hắn muốn bắn nhưng vị trí chỗ cỏ súng đã bị ngón tay anh chặn lại. Tên đó hét lên, nhưng cũng chỉ có thể kêu mà thôi. Diệp vô phong đạp thẳng vào ngực hắn, tiếng xương gãy vô cùng rõ ràng, phần xương trên lồng ngực dường như bị mắc kẹt trong phổi sau khi bị đá văng ra thì miệng cứ thế há hốc không thể nói được lời nào nữa máu từ miệng không ngừng trào ra những tên sát thủ khác ngàn vạn lần không thể ngờ diệp vô phong lại dũng mãnh đến vậy mặc dù chúng đều biết thực lực của anh nhưng trên mạng có nói sức mạnh của diệp vô phong ít nhất là ở cảnh giới tông sư thậm chí là đạt tới cảnh giới chiến thần nhưng cũng quá là nghịch thiên dù có là người mạnh mẽ cấp chiến thần đi chăng nữa cũng sẽ không mạnh đến mức độ đó chứ căn bản đã vượt qua sức tưởng tượng của chúng còn có người có thể làm được việc như vậy sao? Để tránh bắn tập trung thì mỗi lần ra tay đều chắc chắn sẽ giết chết một tên sát thủ có chút thân thủ. Chúng còn mặc áo chống đạn trên người, cú đá của Diệp Vô Phong vừa rồi đạp đúng áo chúng nhưng dù được bảo vệ bởi áo chống đạn thì tên sát thủ kia cũng vẫn chết. Chết một cách thê thảm. Chúng lúc này kinh hãi tột độ, mà Diệp Vô Phong không có ý định dừng lại động tác của mình, anh biết mình nên làm gì lúc này. Những tên sát thủ đến đây chính là để thủ tiêu anh các ngươi nên sẵn sàng chết trong tay ta đi nếu đã dám đến giết ta. Diệp vô phong hất một cú đấm vào Thái Dương một tên, người hắn run lên, hai mắt lập tức tụ máu, thân thể mềm nhũn. Tên bên cạnh giơ súng lên, Diệp vô phong lấy tên đã chết hồi nãy chặn ra trước mặt, đồng thời giáng một cú tát vào tên sát thủ kia. Bàn tay vỗ vào phần chán, tên đó hai mắt trợn trừng ngã xuống đất, nhưng Diệp vô phong vẫn tiếp tục cho một cước đá bay hắn hai tên đằng sau vốn định bắn anh nhưng tên sát thủ bị anh đá bay cũng khiến chúng bay nhào ra, khiến chúng không kịp tấn công. Lúc này Diệp vô phong ném cái xác trên tay sang một bên rồi nấp sau chiếc hammer. Chỉ trong tích tắc vài phút anh đã tiêu diệt được 4-5 tên cùng một lúc bằng tay không. Loại sức mạnh này đủ khiến các sát thủ khác phải kinh sợ, phải biết rằng là những trang bị trên người chúng đều vô cùng lợi hại, hơn nữa còn là vũ khí nhiệt, không phải nói công phu có cao đến mấy cũng phải sợ giao sắc hay sao trong tay chúng không phải dao sắc mà là súng thật đạn thật, nhưng cũng vẫn chẳng thể giết được Diệp Vô Phong. Một tên sát thủ đã giơ súng phóng lựu lên, hắn đã lắp lựu đạn và bắn vào chiếc hammer mà anh đang núp. Bùm! Chiếc hammer nổ tung, cả xe lật ngửa. Nhưng khi chúng đi tới phía sau xe thì mới phát hiện Diệp Vô Phong đã rời khỏi từ lúc nào không hay. Cẩn thận! Một tên nhìn đồng bọn ngay bên cạnh, dù đã nói như vậy nhưng vẫn chẳng kịp nữa chương 503, anh biết nên làm gì rồi chứ? Tên đồng bọn của hắn thậm chí còn chưa phản ứng kịp đã bị Diệp vô phong dáng mọt cú đấm vào cổ, cổ anh ta bị chật sang một góc vô cùng kỳ lạ. Tên sát thủ bị đánh chúng đương nhiên là chết ngay tại chỗ. Lúc này, những tên khác đã không còn ý định tiếp tục ở lại đây nữa, mặc dù vẫn có lợi thế về số lượng nhưng vừa rồi có nhiều người như vậy còn không thể giết nổi Diệp vô phong. Giờ mà còn cố tiếp tục thì cũng chỉ nộp mạng mà thôi. Chính vì nguyên nhân này nên chúng đều có ý định rút lui. Và lại cũng đã đến thời gian quy định, khi đến nơi này thực hiện ám sát chúng đã nhận được thông báo nếu trong vòng nửa giờ đồng hồ không giết được Lâm Thư Âm hoặc Diệp Vô Phong thì nhất định phải rút lui. Bởi kết quả cuối cùng của việc không rút lui đó chính là bị người của Cục Hồng Thuẫn giết chết. Mà thời gian đã sắp hết rồi. Bọn chúng còn đang phải tìm cách rời khỏi Trung Hoa nên không muốn tiếp tục chật vật ở nơi này, có thể nói chúng đã nỗ lực hết sức rồi tất cả những sát thủ đều lần lượt rút lui, nhưng đúng lúc này xuất hiện một chiếc trực thăng. Súng máy trang bị trên trực thăng đã bắn thẳng vào chúng. Những viên đạn liên tục sượt qua diệp vô phong, thậm chí có viên còn xuyên được qua cả chiếc hammer. Là người cục hồng thuẫn. Một tên sát thủ sợ hãi hét lên, nhưng khi hét xong một viên đạn đã xuyên qua cổ hắn, nổ thành một lỗ lớn. Máu bắn tung tóe, cả con đường xuất hiện cảnh tượng vô cùng đẫm máu, lúc này toàn bộ đường cao tốc đã bị tắc tất cả các xe đều dừng lại cách đó 5-60 mét. Các tài xế đều rất sợ hãi bởi nhiều xe đã bị trúng đạn và quan trọng hơn là họ đã chứng kiến vụ nổ vừa rồi. Đó tuyệt nhiên không phải trò đùa. Diệp vô phong lúc này mới hít sâu một hơi nhìn Du Kinh Hồng đi xuống từ chiếc trực thăng, tôi còn tưởng mấy anh bỏ rơi tôi rồi chứ. Du Kinh Hồng lắc lắc đầu, đường đang tắc nên cần chút thời gian để tới nơi, nếu chi nhánh không có trực thăng thì tới giờ chúng tôi vẫn bị kẹt ở đường rồi diệp vô phong thực sự không thể điềm đạm nổi với giao thông của phụng thiên nhưng đã không sao ít nhất thì các anh cũng tới chắc cũng giải quyết được nguy hiểm rồi diệp vô phong cười hả hê du kinh hồng bình tĩnh nói đã giải được nguy hiểm sau khi nhận được tin nhắn chúng tôi đã theo dõi vị trí của anh và bao vây tứ phía xung quanh cũng có người của ta tới công ty hoa cường dự đoán tất cả sẽ được giải phóng sau nửa tiếng nữa diệp vô phong giờ mới thở phào nhẹ nhõm đi về phía xe chống đạn dẫn Lâm Thư Âm ra ngoài. Xe phía sau bị chặn cách hai cây số là Trường Long, trong đó có một chiếc Hammer. Một con người đầy vẻ thất sắc, sau khi nhìn Diệp Vô Phong từ xa lập tức nghiến răng nghiến lợi nguyền rủa, rốt cuộc là nhiệm vụ của tên khốn nào, người đó rõ ràng là tư lệnh Diệp. Tư lệnh 100 triệu người cũng có thể giết được. Đây cũng là một tên sát thủ và còn đang hoạt động trên trang web. Các gói nhiệm vụ anh ta nhận được thường khó hơn, nhưng anh ta biết diệp vô phong và danh tính của anh. Trong ngành này cũng được coi như một lão làng. Ngộ Mộ Bạch, một tên sát thủ khét tiếng trong ngành sát thủ, vốn luôn vô cùng đơn điệu đến khi nhận được nhiệm vụ treo trên trang web. Hắn đã hoàn thành tất cả nhiệm vụ mà nhiều sát thủ không thể làm được, điều đó mới là điểm thu hút được sự chú ý của nhiều người. Khi mọi người tìm kiếm thành tích trong nghề của Mộ Bạch thì đều sửng sốt, tất cả các nhiệm vụ đều tương đối là khó và khoảng thời gian nhận nhiệm vụ thì khá dài nhưng trong giới sát thủ nhiều tên có thể gặp mộ bạch khi làm nhiệm vụ và anh ta cũng có quen, rồi chào hỏi chúng, như sợ người khác không biết những tên sát thủ như họ đều quen biết nhau vậy. Mộ bạch hít hơi sâu, đương nhiên không nghĩ tới việc đấu với Diệp vô phong, dẫu sao anh ta biết rõ sức mạnh của anh, một phần thưởng của Long Môn Tư lệnh, 300 tỷ cơ hồ là chuyện đùa. Tên khốn đó rõ ràng là muốn họ nộp mạng. Ngay khi chuẩn bị rời khỏi đây thì một người từ từ đi về phía anh ta, sau đó kéo cửa xe lên. Sao, đến anh cũng nhận nhiệm vụ này hả?" Diệp Vô Phong nghiêng đầu nhìn Mộ Bạch, còn anh ta thì nở ra nụ cười rạng rỡ. "Tư lệnh Diệp à, tôi sao có thể nhận nhiệm vụ như thế được cơ chứ? Tôi chỉ đến nghỉ phép ở Trung Hoa thôi mà, chỉ có vậy thôi." Mộ Bạch ha ha cười, với mái tóc vàng óng và làn da trắng ngần trông anh ta không khác gì một nam minh tinh idol. Diệp Vô Phong liếc nhìn khẩu tiểu liên và con dao dựa của Mộ Bạch vậy anh tới nghỉ phép cũng phải mang theo vũ khí sao chứ? Hẳn là rất tốn thời gian nhỉ. Diệp vô phong lạnh lùng nhìn mộ bạch. Mộ bạch chán mồ hôi nhễ nhại, vội vàng giải thích. Thực ra thì tôi cứ nghĩ nhiệm vụ lần này rất đơn giản, dù sao cũng là phần thưởng 300 tỷ. Ai mà ngờ được là phải ám sát anh cơ chứ, mà tôi còn chẳng biết anh đã có vợ rồi. Kỳ thực thì anh cũng biết đấy, khi nhận nhiệm vụ tôi sẽ tùy vào độ khó dễ, bình thường chỉ nhận khó một chút nhưng nhiệm vụ này lên đến 300 tỷ, nó đã mê hoặc tôi nên tôi mới nhận, nhưng tôi tuyệt đối không hề biết Diệp vô phong lại chính là Diệp tư lệnh anh đấy. Nếu tôi là anh thì dù có chín cái gan cũng không dám đâu. Anh cũng biết con người tôi mà, trước giờ tôi đã lừa ai bao giờ, lần này quả thật không biết người phải ám sát là anh. Mộ bài càng giải thích thì càng hoảng loạn, đằng sau lưng cũng bắt đầu đổ mồ hôi, anh ta hiểu rõ hơn ai hết lúc này Diệp vô phong muốn giết mình là chuyện dễ như trở bàn tay người cục hồng thuẫn cũng ở ngay trước mặt họ đang tò mò nhìn về phía bên này nếu để cho họ biết thân phận anh ta thì chẳng cần nói gì lập tức sẽ bắt anh ta ngay xét cho cùng anh ta với thân phận là một tên sát thủ ở trung hoa thì sát thủ tuyệt đối là một nghề cần phải bị bắt để thẩm vấn và kết án nếu bị lộ đám người cục hồng thuẫn đó sẽ truy lùng anh ta ngay tức khắc anh ta thực không mong muốn trải qua phần đời còn lại của mình trong nhà tù ở trung hoa này chút nào diệp tư lệnh anh nói gì đi chứ anh rốt cuộc muốn sao đây, muốn chém muốn giết thì cũng phải nói một câu chứ, anh như vậy thật khiến tôi lo sợ. Mộ Bạch đã từ bỏ kháng cự, quyết định phó mặc cho số phận mình. Lúc này Diệp Vô Phong mới điềm nhiên nói, anh có lẽ cũng biết tôi giờ không còn là Long môn tư lệnh nữa rồi chứ. Mộ Bạch lắc đầu. Vậy anh có lẽ cũng biết tại sao hành tung của tôi vẫn luôn không bị người khác phát hiện chứ? Diệp Vô Phong lại gặng hỏi. Mộ Bạch lắc mạnh đầu, tôi biết vì anh không muốn người khác biết hành tung của mình hát nên mới không bị người khác phát hiện. Trẻ con dễ bảo, vậy thì anh cũng có lẽ biết rằng lần này tôi tìm anh là để nói gì chứ." Mộ Bạch nghiêm nghị nói, "Tôi biết, tôi tuyệt đối sẽ không nói đâu, tôi không hề biết chuyện gì về anh hết, tôi đến đây để nghỉ mát, nhiệm vụ lần này là như thế nào, mục tiêu là ai, tôi mảy may chẳng hay." Chương 504: Kiểm tra vệ sĩ lúc này diệp vô phong mới thỏa mãn vỗ vỗ vai mộ bạch đi nghỉ mát kha khá thì có thể rời khỏi đây rồi đấy nếu không lúc bị người cục hồng thuẫn tóm được lại trách tôi không nhắc nhở nhất là trong thời điểm nhạy cảm này hải quan sẽ bị phong tỏa nhanh thôi mộ bạch gật mạnh đầu đến giờ anh ta mới biết mình đã tránh được mối nguy hiểm diệp vô phong rời khỏi chiếc xe hammer còn mộ bạch thì rơm rớm nước mắt anh ta chưa bao giờ nghĩ tới được sống lại tốt đẹp đến vậy anh ta thề sẽ không bao giờ đến Trung Hoa lần nào nữa. Đất nước này dường như là khắc tinh của anh ta, mà không chỉ mình anh ta, còn là khắc tinh của tất cả những tên sát thủ. Dám tới Trung Hoa động thủ thì đều là lão làng. Vụ ám sát nhanh chóng được dẹp tan, hành động quyết liệt của cục Hồng Thuẫn khiến mọi thứ trở nên đơn giản vô cùng. Người của họ trực tiếp tham gia vào cuộc chiến và tất cả đám sát thủ đều bị ném bom nổ tung bởi vũ khí hạng nặng. Xe tăng lao vào nghiền nát tất cả kẻ địch. Ngoài ra còn có một số chiếc tên lửa nhỏ gần như bắn phá khu vực mà kẻ địch chiếm giữ không ra hình thù gì. Cuộc chiến này đã đến hồi kết thúc, mặc dù trụ sở chính của công ty Hoa Cường đang hoảng loạn nhưng không ai ở Liêu Đông dám nói gì, công ty Hoa Cường lúc này mới thực sự trở thành ông chủ của Liêu Đông. Phần thưởng do Lâm Thư Âm và Diệp Vô Phong đưa ra cũng đã bị thu hồi trên trang web, Lâm Thư Âm cũng không còn mối nguy hiểm nào ở Liêu Đông nữa. Diệp Vô Phong và Lâm Thư Âm đã ở lại một thời gian trước khi họ dự định khởi hành tới Xuân Thành, dẫu sao cục Hồng Thuẫn đã giúp họ nhiều như vậy, chung quy là muốn tìm kiếm vạn thiên hồng biệt. Cũng là tốt cho Du Kinh Hồng trong việc báo cáo kết quả nhiệm vụ. Bạch Nhạn Phi ra tới cửa đứng trước mặt Diệp Vô Phong cười nhẹ, Diệp Vô Phong, tôi dạo này có tìm được một nhóm vệ sĩ, định dùng họ ở công ty Hoa Cường, hay anh qua đó với tôi xem như nào. Diệp Vô Phong nhìn cô ta với vẻ hơi nghi ngờ, trước đây dù cô ta có tuyển vệ sĩ thì cũng sẽ không để anh kiểm tra giúp phải chăng đã xảy ra chuyện gì rồi anh có phần tò mò nhưng cô ta đã mở lời như vậy thì đương nhiên sẽ không từ chối lái xe đến phòng tập boxing lúc này có hơn chục người đang chiếm lĩnh võ đài với vẻ mặt đầy kiêu ngạo không còn ai à không phải nói cần chúng tôi làm vệ sĩ cho công ty các người sao vậy thì xông lên đánh thắng được bọn tôi đi mười mấy anh em bọn tôi chỉ phục những người đánh bại được bọn tôi mà thôi muốn chúng tôi làm việc thì đánh bại bọn này trước đã một tên chọc đầu mạnh mẽ hét lên diệp vô phong vừa vào tới cửa đã nghe được những lời đó thì có chút kinh ngạc nhìn bạch nhạn phi cô ta chỉ đành nhún vai mười mấy tên này từ trên núi nhưng chắc hẳn có chuyên gia hướng dẫn bát cực quyền cho họ tuy có sức mạnh nhưng sau khi xuất hiện lại đi chiếm một số nơi ở liêu đông làm xã hội đen Diệp vô phong nghi hoặc, cô làm sao tìm được mấy người đó? Bạch nhạn phi mặt mày tươi giói, thật ra thì cũng đơn giản. Sau khi Âu Dương Lôi bị thủ tiêu, Lưu Đông vốn yên bình đã bắt đầu trở nên náo loạn. Nhiều người bắt đầu tranh giành lãnh thổ và bọn họ cũng không ngoại lệ. Vừa hay họ cướp đến công ty chúng ta, nên liền đặt cược với họ. Nếu như chúng ta thua thì công ty vệ sĩ ở Lưu Đông sẽ giao lại cho họ, còn nếu họ thắng thì ngoan ngoãn vào làm việc cho công ty vệ sĩ Long Kiếm. Cô ta quay sang tên chọc đầu, tên lớn tiếng đó là cầm đầu, tên ba đạt, bát cực quyền rất lợi hại, gần như khiến gục ngã chỉ với một đòn. Diệp Vô Phong có phần kinh ngạc, nhưng anh biết bát cực quyền do ngoại lực chuyển thành nội lực, biến bát cực quyền thành sức mạnh nội tại được gọi là sụp đổ, và sụp đổ với tám bước là cơ bản nhất, bước tiếp theo là nâng cao lên một cảnh giới mới, khi gục ngã chỉ với một cú đấm nghĩa là đã đạt tới cực hạn. Đến lúc này bát cực quyền đã chuyển từ phức tạp sang đơn giản mỗi một đòn đều là đòn chết. Công ty cô không tìm được người đánh thắng họ sao, nhớ không nhầm mấy người còn có cao thủ cảnh giới tông sư mà. Diệp vô phong càng trở nên ngờ vực. Bạch Yến phi thở dài nói, cao thủ cảnh giới tông sư đều đã xuất thủ rồi, vừa hay có nhiệm vụ. Ở đất liêu đông này đếm đi đếm lại cũng chỉ có anh có sức mạnh, dù rằng không phải người công ty tôi nhưng mấy người không não kia cũng chẳng biết được. Diệp vô phong cười nói, cô lừa chúng như này không hay chút nào. Bạch Yến Phi liếc mắt, anh nghĩ kỹ đi, mấy người đó nếu thật sự làm việc cho chúng tôi, vậy chắc chắn là điều tới công ty Hoa Cường và đi theo Lâm Thư Âm rồi. Anh còn không nghĩ cho vợ mình nữa. Diệp Vô Phong khoát tay áo lên, muốn đánh như nào đây, đánh ngã hết chúng sao? Lúc này ba đạt chỉ vào Bạch Yến Phi, vụ cá cược là do chúng và cô ta định ra nên điều khoản như nào chắc chắn phải tìm cô ta rút tiền mặt rồi. Công ty cô đến một người biết đánh cũng không có giờ còn chưa phải lúc thực hiện lời hứa sao chứ? Bạch Hiến phi liếc mắt cười, mấy người vội cái gì, không phải cạnh tôi có một người hả? Anh có thể đánh bại anh ta thì tôi chịu thua, tôi nói được làm được. Chỉ cần đánh thắng vị này thì công ty vệ sĩ Liêu Đông sẽ giao cho mấy người. Ba đạt phá lên cười, nghe lời tôi anh đừng có phí tâm tư nữa. Nghe nói đến bát cực quyền bao giờ chưa? Bọn tôi đây chính là hậu duệ đích thực của bát cực quyền, giam ba nhãi danh không phải đối thủ của bọn đây nhìn cái thân thể của anh thì dính một đòn của tôi có khi đã chết giấy ở nơi này rồi, bọn tôi vẫn chưa muốn giết người. Bạch Yến Phi che miệng cười, mấy lời này càng nói càng hay, dẫu sao tiếp theo đây chính là thời khắc cho Diệp Vô Phong trổ tài. Diệp Vô Phong nhảy lên võ đài, đấu như nào đây? Từng người các ngươi lên một hay cả đám sông lên. Ba đạt nhướng mày bực dọc nói, đừng có nhiều lời, anh còn hoang tưởng mình có thể cứu cả thế giới sao? Tôi nói cho biết, dù anh có sông lên thì cũng chỉ như bao cát gãi ngứa thôi. Diệp vô phong không thấy bà Đạt trả lời liền quay đầu về phía Bạch Yến Phi. Cô ta chỉ khẽ cười tủm tỉm, đương nhiên là đấu tay đôi rồi, nhưng anh muốn đánh bại tất cả thì cơ hồ phải dùng đấu bánh xe. Diệp vô phong trừng mắt, vậy ý cô là vệ sĩ công ty cô không ai đấu lại được họ. Bạch Yến Phi lắc đầu với vẻ mặt gian xảo. Diệp vô phong trở nên bất lực, cô đúng là bóc lột sức lao động của tôi, tôi bị cô lừa thảm rồi. Bạch Yến phi buông hai tay, dù sao những người này càng mạnh thì càng có lợi cho anh không phải sao? Chỉ có thể xem anh khuất phục họ như nào thôi." Diệp Vô Phong cười nhạt, cô đã thấy có ai chưa từng phục tôi bao giờ chưa? Anh khẩy ngón tay về phía Ba Đạt, không cần nói nhiều, nếu đã như vậy thì ra tay nhanh gọn đi, lát nữa tôi còn chuyện phải làm." Ba Đạt hừ một tiếng, anh thực sự đã không biết đến sức mạnh của bọn tôi nên mới hùng hổ như thế thôi. Tôi nói cho mà biết, một khi tôi dùng toàn sức thì cái cơ thể nhỏ con của anh chỉ một đấm tôi cũng khiến anh vào viện nằm 3 năm 5 năm cũng chưa biết chừng. Diệp Vô Phong chỉ điềm nhiên siết chặt ngón tay, cơ hồ chẳng nghe thấy những lời của tên ba đạt đó nói. Chương 505, Bát Cực Quyền cường bạo. Ba đạt trở nên tức giận, anh ta bước một bước lớn đem theo cả luồng gió cuốn tới tấp đến trước mặt Diệp Vô Phong, một tay hóa thành nắm đấm đánh về hướng anh. Cú đấm này không phải chiêu thức bắt đầu của Bát Cực Quyền, điều này diệp vô phong hoàn toàn biết rõ khi còn là long môn tư lệnh anh đã từng gặp một cao thủ sử dụng bát cực quyền chỉ là lúc đó hai bên không phải kẻ địch cho nên không có trận chiến nào xảy ra nhưng anh hiểu rằng khởi điểm của bát cực quyền không phải như vậy không hề giống với vị cao thủ đó đối phương đã xả nước diệp vô phong đoán được hắn sẽ lui về một bước liền thoát khỏi cú đấm nhưng ba đạt lại tiến lên tay còn lại nắm chặt thành nắm đấm nổ tung uy lực của cú đấm này còn lớn hơn cú vừa rồi với tốc độ nhanh hơn. Diệp vô phong phải lùi một bước mới thoát khỏi nó. Hả? Ba Đạt có phần kinh ngạc, anh ta cũng hiểu đang xảy ra chuyện gì. Diệp vô phong tránh được hai cú đấm như vậy cũng đủ để chứng minh sức mạnh của anh. Suy cho cùng trên thực tế năm đấm sau khi ra đòn sẽ dài hơn mấy phân, nếu né theo cách thông thường thì không thể nào tránh được. Bởi vậy sự rút lui của Diệp vô phong cũng vô cùng đặc biệt và được chú trọng. Anh biết nắm đấm anh ta sẽ giải ra nên mới có thể tránh được. Đối phương là một cao thủ. Ba đạt ngay lập tức cảm nhận được điều đó, đặc biệt là sự tự tin kia, khi chiến đấu còn có thể thể hiện ra thì có thể chứng minh rằng Diệp Vô Phong căn bản còn chưa dùng hết sức. Ở điểm này đủ để ba đạt phải kính nể. Nhưng anh ta lùi về một bước mà ngờ vực nhìn Diệp Vô Phong, trước đây anh từng đánh với cao thủ bát cực quyền chưa? Diệp Vô Phong lắc đầu. Vậy hà cứ gì mà anh biết được nắm đấm của tôi sẽ dài ra vài phân?" Ba đạt hết sức nghi ngờ. Diệp Vô Phong bật cười, ngày trước đã từng gặp qua người chơi bát cực quyền, nhưng bát cực quyền của hắn lợi hại hơn mấy người nhiều. Ba đạt gật gật đầu, thực tế bát cực quyền có rất nhiều phái, mà loại của họ chỉ là một trong rất nhiều loại. Mặc dù được phân ra nhiều phái nhưng cốt lõi cơ bản vẫn là giống nhau, bởi vậy nó không thể tách rời khỏi môn phái của nó một số đặc tính của bát cực quyền cũng được diệp vô phong nắm được cuối cùng cũng có một kẻ có chút sức mạnh đến ba đạt bỗng lộ ra ý cười diệp vô phong biết ba đạt đang rất nghiêm túc rồi những người cùng hội cùng thuyền với ba đạt ở xung quanh cũng nhìn ra sự phi phàm của diệp vô phong bỗng chốc hô hào cổ vũ cho ba đạt họ cũng là người tập bát cực quyền nên hơi thở cũng có thể coi như rất khỏe có thể tạo ra một loại áp lực lớn phải biết rằng bản thân Bát Cực Quyền chính là quyền pháp vô cùng ngang ngược và độc đoán, nếu đà khí thế không mạnh và vóc người không khỏe thì không thể nào luyện được. Nếu yếu tố thể lực quá yếu mà luyện thành cũng chỉ sẽ hại đến chính mình mà thôi. Các vệ sĩ của công ty vệ sĩ Long Kiếm đang trợn tròn mắt nhìn mọi thứ ở đây, họ đều đã biết chuyện gì đang xảy ra. Tất cả vệ sĩ của họ đều bị mấy người bên Ba Đạt đánh bại và họ buộc phải tin rằng sức mạnh của đối thủ là đáng gờm. Đặc biệt là Ba Đạt anh ta át hẳn đã bước vào cảnh giới của tông sư rồi. Căn bản sức mạnh của anh ta không cùng đẳng cấp với bọn họ, mà một số cao thủ trong công ty đều đã ra ngoài làm nhiệm vụ, nhất thời không tìm ra người có thể đọ sức với đám đệ tử bát cực quyền này. Ba Đạt vẫn đang tiếp tục xài bước về phái trước, nhưng lúc này các đường gân xanh trên cánh tay đã lộ ra, khi anh ta ra đòn phát ra tiếng nổ vang trời. Đây chính là cú đấm đánh một gục một trong truyền thuyết. Diệp Vô Phong lần này không có ý định né nữa mà đối mặt trực diện với quyền đấm của Ba Đạt. Đòn đầu tiên của Bát Cực Quyền chính là tấn công bằng tất cả sức lực và càng về sau thì lực đấm lại càng mạnh. Loại đòn này chính là sử dụng một phương pháp thở đặc biệt để tăng thêm sức mạnh hết tầng này lên tầng khác, càng về sau thì uy lực lại like càng ghê gớm. Chiêu thức cuối cùng của Bát Cực Quyền là Song Pháo Băng Sơn, có sức mạnh đủ để phá tan một cái cây to ba người vây quanh nhưng loại sức mạnh này là một tổn thương lớn cho những người luyện bát cực quyền nếu sử dụng quá nhiều thì cũng là một gánh nặng vì vậy hầu hết những người tập chúng đều bị nội thương diệp vô phong cũng hình thành nắm đấm hai nắm đấm hai người va chạm vào nhau thì đồng thời bị lùi lại ba đạt ngạt thở và tấn công trực diện lần nữa diệp vô phong vẫn chẳng nề hà đòn đấm của anh ta cũng trực diện đối chiến bùm thứ âm thanh nặng nề vang lên mọi người xung quanh ai nấy nghe xong đều cảm giác răng chua đến tận học, sởn cả ra đầu. Trong sự va chạm của loại sức mạnh cực lớn này nắm đấm của hai người liệu vẫn bình an vô sự. Nếu họ tấn công thì đoán chừng đều đã gãy xương rồi. Diệp vô phong lúc này lùi về hai bước, ba đạt cũng là hai bước nhưng mặt anh ta thì càng ngày càng đỏ bừng lên. Quyền thứ ba, ba đạt mím chặt miệng, một luồng khí trong đan điền không ngừng thúc đẩy quá trình lưu thông máu của cơ thể, làm cho sức mạnh của bản thân đạt đến một cấp độ cao hơn vì để đánh ra những chiêu sau của bát cực quyền anh ta buộc phải làm vậy chỉ có một điều làm anh ta kinh ngạc là diệp vô phong lại có thể đấu với mình đây là điều anh ta tuyệt chưa nghĩ tới bản thân diệp vô phong biết rõ bát cực quyền cường bạo cỡ nào bình thường bọn họ khi luyện nó với đồng bọn sẽ không bao giờ đấu quyền với nhau bởi vì uy lực từ nắm đấm của bát cực quyền cực lớn và sức bật của nó cũng đủ để phá hủy cơ thể của họ rất dễ dẫn đến nội thương. Vậy nên họ thường sử dụng các động tác và chiêu thức bình thường trong các bài tập ghép đôi. Nhưng chỉ cần phóng ra nắm đấm ba đạt sẽ không hề khiêm tốt, bởi xét cho cùng bản thân bát cực quyền chính là cường bạo và anh ta cơ bản không cần lo lắng mình thắng hay thua. Màn đấu đá của hai người tưởng chừng như không có yếu tố kỹ thuật, nhưng những người luyện bát cực quyền kia thì đều biết sự nguy hiểm trong đó. Ngược lại, các vệ sĩ theo dõi trận đấu thì đều một vẻ mặt đau xót. Bạch Nhạn Phi đến lúc này mới có chút lo lắng, dù sao đến bây giờ không có cách nào giải quyết nổi tên ba đạt kia, đợi đến lúc giải quyết xong anh ta thì đã dùng quá nhiều sức rồi, người phía sau đều chẳng cần đánh nữa. Đang lo lắng điều này nên cô ta gọi với Diệp Vô Phong, mau giải quyết anh ta đi, nếu không chút nữa làm sao đối phó với đám còn lại. Nhưng anh lắc đầu, không sao, tên chọc này sắp thua tôi rồi. Tên ba đạt vẫn không hề lên tiếng, hơi thở vẫn rồn rập rồn sức. Diệp vô phong chỉ là cảm giác giữa cú đấm thứ nhất và thứ hai quá khác biệt, cú thứ hai rõ ràng là mạnh hơn rất nhiều so với cú đầu tiên. Đến cú thứ ba này anh vẫn định sẽ chặn nó một cách trực diện. Bùm! Hai người trên võ đài gần như đồng thời đều rút lui sau khi tấn công bằng nắm đấm. Diệp vô phong lùi từng bước, chút bỏ sức mạnh của bát cực quyền xuống phía đất. Còn ba đạt đang ôm nguy cơ bị nội thương, sau khi dẫm xuống mặt đất cơ thể lại một lần nữa xoay người lên tấn công tiếp cú đấm thứ tư. Diệp vô phong thở dài, anh biết người có thể luyện đến trình độ này thì đều là người bảo thủ cố chấp, nếu không sẽ không thể chịu được sức mạnh của sự va chạm đột ngột áp đảo anh ta như vậy. Diệp vô phong không muốn cho ba đạt tiếp tục bèn dùng hai tay cho ra một cú tứ lưỡng bát thiên cân làm phá bỏ được cú đấm của đối phương. Tất cả sức lực của ba đạt cơ hồ như đánh trên bông vậy, uy lực của cú đấm thứ tư nhanh chóng bị loại bỏ. Audio điện tử võ tấn bền Chương 506, chết vẫn cần thể diện. Hơi thở ba đạt vẫn không có gì thay đổi, một chân bước ra ngoài, lúc này cơ thể anh ta đã ở rất gần Diệp Vô Phong, nắm đấm đơn biến thành nắm đấm kép, đập về phía Diệp Vô Phong như một cái búa lớn. Ba đạt đã không còn muốn đấu quyền đầu với Diệp Vô Phong nên chiêu thức có nhiều thay đổi, chiêu thức xuất chiêu của bát cực quyền cũng đã xuất hiện. Diệp Vô Phong không ngừng dùng hai bàn tay vẽ thành đường tròn muốn vô hiệu hóa sức mạnh của kẻ địch. Còn Ba Đạt thì một đường xông thẳng ra phía trước và đẩy Diệp Vô Phong vào trong góc. Diệp Vô Phong đã không còn đường lui, Ba Đạt hai mắt đỏ bừng, đạp một cước, hai tay để ra sau, tiếng nổ vang ra từ cơ thể anh ta. Đây là chiêu khởi đầu của Song Pháo Băng Sơn điển hình, đương nhiên Diệp Vô Phong cũng biết rõ uy lực của Song Pháo Băng Sơn, nên không dám bất cẩn. Sau khi hai tay vẽ đường tròn, một tay liền đưa ra tấn công về phía trước một cách nhanh chóng còn hai nắm đấm của ba đạt biến thành hai trường, cánh tay rút về phía sau nhanh chóng đẩy về trước như đại bác bắn ra muốn nổ tung Diệp Vô Phong. Lòng bàn tay Diệp Vô Phong áp vào cánh tay ba đạt và bắt đầu vẽ ra một đường tròn, bàn tay còn lại đón được thân trước, cùng kết hợp phóng về phía trước. Cơ thể anh bắt đầu ngả về sau, hai bàn chân dính chặt trên mặt đất, cả người gần như sắp rời khỏi sàn đấu. Trận đấu giữa hai người diễn ra trong nháy mắt, Diệp Vô Phong đến cuối cùng cũng đã áp chế được chiêu Băng Sơn này, anh túm lấy hai tay của Ba Đạt, trên mặt nở nụ cười, "Nhớ không nhầm Băng Sơn là chiêu thức mạnh nhất trong bát cực quyền đúng chứ?" Ba Đạt rõ ràng không thể ngờ rằng đối phương ngay cả chiêu này cũng giải hóa được, mặt mày bỗng chốc u ám rồi lui về phía sau, sắc mặt vẫn đỏ bừng bừng. Màu đỏ này không bình thường. Đến giờ phút này Ba Đạt mới hít một hơi, hít đến mức khiến anh ta cảm giác như bị dao cứa vào phổi vậy. Diệp vô phong hờ hững nhìn đối phương, tôi nghĩ trận đấu này cũng nên kết thúc rồi, anh nghĩ sao? Anh đã đánh thắng tôi chưa? Vẫn chưa đâu, nếu đã chưa thắng thì giữa chúng ta chắc cũng nên tiếp tục thôi. Ba đạt cắn răng nhìn về phía Diệp vô phong. Anh thở dài, anh rõ tình hình cơ thể hiện tại của mình mà, một luông chân khí sau khi đánh ra băng sơn thì rất khó khăn cho việc vận khí. Anh nghĩ còn có thể đấu với tôi sao? Giờ anh đánh ra bát cực quyền thì cũng coi như lợi hại anh vì biết rõ điều này nên mới muốn ba đạt nhận thua. Suy cho cùng trận quyết đấu đã đi đến bước đường này dù có đánh thế nào đi nữa ba đạt cũng không có cơ hội thắng. Ba đạt cắn răng nghiến lợi và vẫn chưa chịu thua, đừng có nói nhiều nữa, anh nghĩ tới giờ mình vẫn bình yên vô sự sao? Tôi cá là cũng chẳng kém gì tôi đâu." Diệp Vô Phong lắc lắc đầu, bước chân kỳ lạ, ba đạt chỉ cảm thấy hoa mắt, anh đã tới trước mặt hắn. Ba đạt lùi ra sau nhưng lúc này Diệp vô phong đã ra đòn tấn công. Anh một trưởng đập vào ngực hắn, tiếp theo đứng cạnh hắn. Phụt, ba đạt hộp ra máu. Lúc này đồng bọn anh ta đều đã thất sắc, lũ lượt vội vàng chạy lên, chúng đã không có ý định nói cái gì mà quy tắc nữa rồi. Diệp vô phong nheo mắt lại chẳng mảy may lo lắng. Đợi đã, ba đạt giơ tay ngăn cản đồng bọn lại gần. Ba đạt, anh bị thương rồi, bọn em giúp anh chút giận tên la vũ đầu nhỏ vô cùng phẫn nộ nói. Đúng đấy, tên khốn này rõ ràng nhân lúc anh vận khí lại ra tay, chẳng công bằng chút nào. Tên tiền dương với bộ dâu kép khó chịu. Ba đạt hừ một tiếng, thua chính là thua, không còn gì để nói, kỹ năng chẳng bằng con người, mấy người tìm ra mấy cái cớ đấy chỉ tổ làm xấu mặt tôi thôi, thi đấu thì lấy đâu ra đợi người vận khí xong thì mới đánh hả. Mấy người chẳng qua chỉ cưỡng từ đoạt lý thôi, hơn nữa người anh em đây chỉ đẩy máu tích tụ từ nội thương của tôi ra thôi. Ba đạt cảm kích ngẩng nhìn Diệp vô phong. Anh ta chắp tay, người anh em, lần này là tôi nợ anh, sau này có gì cần giúp đỡ thì cứ việc nói, chỉ cần không đi ngược lại với nguyên tắc thì dù lên núi đao xuống biển lửa tôi cũng có thể đi cùng anh. Diệp vô phong cười nói, tôi cũng chả phải ác ma gì không cần anh lên núi đao xuống biển lửa đâu. Mấy anh hãy cứ thương lượng ổn thỏa với ông chủ công ty này đi, dù sao mấy người cũng đã có cá cược. Ba đạt gật đầu, còn Bạch Nhạn Phi thì vui vẻ ký kết hợp đồng với đám người họ. Người phụ nữ này ngay cả hợp đồng cũng đã chuẩn bị sẵn thì rõ ràng sớm đoán được kết cục. Sau khi giải quyết ổn thỏa chuyện này Bạch Nhạn Phi kéo Diệp vô phong tới quán cà phê phía dưới. Ở công ty, Tiền Dương có chút ngờ vực, anh ta nhìn ba đạt, thực ra hồi nãy tên Diệp vô phong đó cũng nói rồi, là công ty này, cũng chính là nói anh ta không phải nhân viên của công ty, Ba Đạt chắc sớm đã biết rồi chứ, chẳng qua Diệp Vô Phong giúp đỡ nên mới không thấy vấn đề gì thôi. La Vũ nhìn về phía Ba Đạt. Bọn họ giờ đây không hề hiểu được cách nghĩ của anh ta. Anh ta bật cười, Diệp Vô Phong tuy không phải người của công ty vệ sĩ Long Kiếm, nhưng chuyện này cho thấy anh ta với người phụ nữ đó quan hệ không tầm thường, chỉ cần đi theo cô ta thì sau này có thể ở cạnh Diệp Vô Phong thôi. La Vũ đột nhiên nhận ra, Ba Đạt, anh quyết định chưa? Định. Giờ thì chưa chắc, cho dù tôi có muốn cũng không chắc được người ta nhận, không phải sao. Ba Đạt bình tĩnh nói. Mọi người đều gật đầu. Ba Đạt nhìn xung quanh một lượt, ít ra môi trường trong công ty này cũng không tệ. Trong quán cà phê, Bạch Nhạn Phi mời Diệp vô phong một tách cà phê Tam Bách Đa. Mà đúng rồi, nãy anh nói có chuyện cần làm. Bạch Nhạn Phi lo lắng làm lỡ công việc của anh, nhưng anh lắc đầu, cười nói, tôi chỉ tìm đại một lý do để trận đấu nhanh chóng kết thúc thôi." Bạch Nhạn Phi cười nói, nhưng cũng phải nói anh lợi hại thật đấy, để cho đám còn lại không muốn tiếp tục đấu với anh nữa. Diệp Vô Phong nói, thật ra thì đơn giản thôi, tuy là họ không phục tôi nhưng suy cho cùng họ cũng rất có tình có nghĩa. Ba Đạt đã đến nông nỗi như vậy, họ đương nhiên cũng sẽ không còn hứng thú đấu với tôi nữa. Họ cũng hiểu Ba Đạt thua tôi rồi mà có ý định xông lên cũng chỉ hại mình mà thôi bạch nhạn phi đồng tình với lời nói của diệp vô phong cô định ở luôn liêu đông không đi sao diệp vô phong tò mò hỏi cô ta lắc đầu tôi có người bạn ở xuân thành sắp kết hôn nên muốn tới đó tham dự hôn lễ diệp vô phong có hơi ngạc nhiên cô cũng định đi xuân thành nếu không phải anh tạm thời không nói với ai chuyện mình đi xuân thành thì anh còn nghi ngờ bạch nhạn phi vì theo mình nên mới đi xuân thành chưa biết chừng Bạch Nhạn Phi cũng sừng sốt, ý anh là anh cũng tới Xuân Thành hả? Đúng vậy, tôi có chút chuyện nên đến đó giải quyết, mọi chuyện ở Liêu Đông bên này đã làm ổn thỏa rồi, tôi tạm thời dành ít thời gian đến. Diệp Vô Phong bật cười, chương 507, quan hệ mở ám. Diệp Vô Phong cũng không ngờ đến là Bạch Nhạn Phi cũng muốn đến Xuân Thành, không phải đúng lúc tiện đường sao. Có Bạch Nhạn Phi đi cùng, ít nhất trên đường đi có một người chăm sóc. Hơn nữa nếu như có thể lợi dụng được mối quan hệ của Bạch Nhạn Phi thì có lẽ tiến vào nhà họ Nguyên sẽ càng thêm dễ dàng hơn. Mà bây giờ người nhà họ Nguyên vẫn chưa biết anh muốn giành lấy, Vạn Sơn Hồng Biến cho nên bây giờ sẽ có rất ít sự đề phòng với anh. Hơn nữa anh cũng biết, trên thực tế đến cuối cùng anh cũng sẽ không cho thấy mục đích của mình. Dù sao có cục Hồng Thuẫn và nhà nước giúp đỡ, công ty Hoa Cường ở Liêu Tây muốn mở rộng thị trường cũng vô cùng dễ dàng ít nhất một số hạng mục của nhà nước có thể dứt khoát nhận hết, liêu tây so với liêu đông cũng có phần không giống, nhưng mọi chuyện cần thiết phải nằm trong lòng bàn tay của Âu Dương Lôi. Chỉ có điều diệp vô phong tính toán để lâm thu âm ở lại liêu đông, bởi vì cục diện ở liêu đông đã ổn định lại, dù sao cũng an toàn rất nhiều. Mà nếu ở liêu tây, một khi người nhà họ nguyên đối mặt với anh, nhất định sẽ phái ra một số sát thủ tới đối phó anh. Là một gia tộc vô cùng cười đại đều sẽ có lớp vải lót bề ngoài, trong gia tộc có người nở mày nở mặt là bình thường, nhưng nói tóm lại có một chút chuyện bẩn thỉu thì vẫn cần người đến xử lý. Cho nên nhất định nhà họ Nguyên cũng sẽ có người làm như vậy. Diệp Vô Phong dự định mang tổ chức của công ty Hoa Cường Tiến về phía trước. Mà tổ chức này cũng không cần quá nhiều người, nhưng yêu cầu đối với mỗi người là vô cùng cao, bọn họ cần hoàn toàn cắm rễ của công ty Hoa Cường ở khu vực Liêu Tây. Loại chuyện này không phải cứ nói là làm được luôn cần hiểu được toàn bộ cách vận hành của thị trường, cũng cần phải có bộ não vô cùng linh hoạt mới giữ được công ty Hoa Cường ở Liêu Tây. Đương nhiên thông qua quan hệ với Cục Hồng Thuẫn nhưng trên thực tế phương diện này về phía nhà nước sẽ có sự chiếu cố đặc thù. Qua mấy ngày cùng dừng thư âm đại biểu, Diệp vô phong vào chỗ lấy xe bạch nhạn phi chạy về phía Liêu Tây. Những nhóm kia của công ty Hoa Cường là lâm thu âm tự mình chọn lựa, mỗi một người đều là phần tử tinh anh của công ty Hoa Cường, cũng có xe đưa bọn họ đến vị trí đã hẹn ở Liêu Tây. Trên xe, Diệp Vô Phong có chút tò mò hỏi, chắc hẳn người bạn học kia của cô có quan hệ rất tốt với cô, dù sao ngàn dặm xa xôi đến Liêu Tây cũng chỉ vì đến tham gia hôn lễ của cô ấy. Bạch Nhạn Phi gật đầu, là bạn đại học, thế nhưng hoàn cảnh của cô ấy vô cùng phức tạp, cho nên tôi muốn đi cũng là vì biết trong hôn lễ của cô ấy có thể sẽ xảy ra chút vấn đề, sẽ bị người ta bắt nạt sau khi diệp vô phong nghe xong có hơi nghi hoặc một chút bạch nhạn phi lắc đầu được rồi bây giờ tôi nói cũng không rõ ràng được dù sao nhà trai kia cũng không phải là thật lòng thật dạ mà nhân phẩm lại cũng không có gì đặc biệt ban đầu lúc học đại học tôi có gặp qua anh ta là thằng đàn ông cặn bã diệp vô phong hỏi nếu là như vậy dứt khoát tách bọn họ ra là tốt rồi chắc hẳn người bạn học kia của cô cũng không phải là đồ đần thì mới có thể làm bạn đại học với cô Bạch Nhạn Phi cũng không có cách nào, vậy anh không biết rồi. Sau khi người phụ nữ yêu đương, đầu óc vốn không rõ ràng, cũng không còn lý trí, nhất là bây giờ sau khi hoàn toàn phó thác tình cảm lên người đàn ông kia, hơn nữa cho dù trải qua cuộc sống không tốt, cũng muốn giống như là Bạch Nhạn Phi không nói tiếp, bởi vì sau khi cô ấy nhớ tới bạn học của mình lại có chút tức giận, loại chỉ tiết rèn sắt không thành thép được khiến cho cô ấy chỉ muốn đánh cho bạn học của mình một trận nếu như đánh một trận có thể khiến cho bạn học của mình tỉnh táo lại. Diệp vô phong chỉ tò mò hỏi một câu, cũng không biết được tường tận hoàn cảnh của bạn học Bạch Nhạn Phi, mà chuyện này cũng không có liên quan đến chuyện của anh, anh chỉ muốn cho công ty Hoa Cường phát triển, sau khi vào được Liêu Tây mở rộng thị trường, đến lúc đó sau khu cục diện ổn định một chút thì bảo Lâm thu âm vào ở Liêu Tây. Bạch Nhạn Phi có chút nghi hoặc nhìn Diệp vô phong, vậy còn anh? Anh đến Liêu Tây để làm gì? Diệp Vô Phong có chút ngượng ngùng cười, cũng không có chuyện gì, vào lúc này công ty Hoa Cường đã ổn định ở Liêu Tây, bước kế tiếp tôi dự định muốn mở rộng ở Xuân Thành Liêu Tây. Bạch Nhạn Phi vẫn luôn biết tình trạng của công ty Hoa Cường, đương sau khi nghe nói điểm này, mắt lập tức mở to công ty Hoa Thanh mới tiến vào Liêu Đông thời gian không bao lâu. Ngay cả những sản nghiệp kia ở Liêu Đông các người vẫn chưa có tiêu hóa xong. Đã bắt đầu muốn tiến vào Liêu Tây rồi. Đúng vậy, có gì kỳ lạ sao? Bạch Nhạn Phi thấy Diệp Vô Phong hỏi lại, ngược lại lại cảm thấy mình không hiểu thị trường của Hoa Hạ. Tạm thời cô ấy cũng nghẹn lời, đúng là không có gì kỳ lạ, dựa theo cách nhìn của Diệp Vô Phong, hiện tại Liêu Đông đã ổn định lại, công ty Hoa Cường muốn nuốt bao nhiêu thứ thì phải nhìn vào lâm thu âm của bọn họ. Thế nhưng dù vậy công ty Hoa Cường mới bắt đầu tiến vào Liêu Đông, lúc này mới trôi qua bao lâu mà nói muốn mở rộng thị trường ở Liêu Tây. Đây tuyệt đối là đang nói đùa, ở trong ý nghĩ của cô ấy dường như hoa hạ không có bao nhiêu xí nghiệp mà dám làm như vậy thượng đạt có thể coi là một mà loại tình trạng nhận được đầu tư bỏ vốn ngay sau đó lập tức mở rộng nhưng thượng đạt chính là xí nghiệp số một cả nước nhưng lúc này thiết bị của công ty hoa cường ở hoa hạ vẫn kém hơn một chút cho nên đi theo khuôn mẫu của xí nghiệp thượng đạt khẳng định là không được điểm này bạch nhạn phi cảm thấy chắc hẳn diệp vô phong cũng biết đến nếu đã biết vì sao lại còn làm như vậy trong này tồn tại sự nguy hiểm thật sự là quá cao. Cuối cùng cô ấy chỉ lắc đầu, không có gì là kỳ lạ, có thể là chính tôi không theo kịp được bước chân của thời đại, tôi vẫn luôn cho rằng sau khi anh chiếm được Liêu Đông thì sẽ tiêu hóa miếng bánh gato Liêu Đông này trước rồi lại nói. Diệp Vô Phong mỉm cười, kỳ thật ngay từ đầu tôi cũng nghĩ như vậy, thế nhưng sau đó cảm thấy làm như vậy thì tốc độ quá chậm, không phù hợp với lý tưởng muốn mở rộng của tôi. Bạch Nhạn Phi chỉ có thể tiếp nhận những chuyện mà Diệp Vô Phong nói sau khi đến Liêu Tây, Bạch Nhạn Phi nhìn điện thoại một chút, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Vô Phong, chờ một chút rồi cũng nhau ăn một bữa cơm, có khả năng sau khi anh gặp bạn học của tôi thì sẽ biết vì sao lúc ở trên xe tôi lại có những cảm xúc kia. Diệp Vô Phong cũng thể hiện sự tò mò đối với người bạn học này của cô ấy, suy nghĩ dường như hôm nay mình cũng không có chuyện gì làm, thế nên đồng ý. Quyết định chỗ ăn cơm ở khách sạn Tư Nạc Liêu Tây, muốn đặt một bàn, Bạch Nhạn Phi đi vào cổng khách sạn Tư Nặc thì thấy được một người phụ nữ có chút gầy yếu đang đứng ở trong gió đợi cô ấy. Bạch Nhạn Phi xuống xe, Diệp Vô Phong ở phía sau lưng cô ấy, mà người phụ nữ ăn mặc có chút phong phanh lại cười vui vẻ đi lên trước. Cô ấy đi đến trước mặt Bạch Nhạn Phi, tặng cho Bạch Nhạn Phi một cái ôm thật lớn. Sau đó có chút giật mình nhìn Diệp Vô Phong, "Phi Phi, đây là cậu đã tìm được nửa kia trong số mệnh của cậu." Bạch Nhạn Phi hơi đỏ mặt, cậu nói bậy bạ gì đó, đây là chủ tịch Diệp của công ty Hoa Cường, chúng mình chỉ là cùng tiện đường đến đây, mình mời anh ấy ăn cơm. Cô ấy tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, nhưng lần này mình muốn mượn Hoa Hiến Phật, cậu cũng đứng trách mình. Người phụ nữ nhanh chóng lắc đầu, chỉ cần là bạn của cậu, đến nhiều hay ít mình cũng sẽ chiêu đãi ổn thỏa tương xứng. Chương 508, tên ăn chơi. Bấy giờ Bạch Nhạn Phi mới giới thiệu cô gái này với Diệp Vô Phong. Đây là bạn chung phòng lúc tôi còn học đại học, quan hệ của chúng tôi vô cùng tốt, lúc ấy có thể xem như là đôi bạn chơi thân với nhau nhất ở trong phòng, cô ấy tên là Phong Lệ Na, là con gái của ông chủ xí nghiệp Thượng Đạt. Trước khi đến Liêu Tây, Diệp Vô Phong cũng đã điều tra tình hình của các xí nghiệp ở Liêu Tây này, xí nghiệp Thượng Đạt này đây là một trong số những xí nghiệp mà anh cần phải chú ý. Cũng không tính là chú ý, chỉ là nếu có thể hợp tác được với nhau là tốt nhất bởi vì xí nghiệp thượng đạt này đã nắm giữ ngành thực phẩm của cả liêu tây rất nhiều của hàng thực phẩm đều là của xí nghiệp thượng đạt bạch nhạn phi lại chỉ vào diệp vô phong và nói vị này chính là chủ tịch công ty hoa cường diệp vô phong diệp vô phong và phong lệ na nhìn nhau khẽ gật đầu ba người đi vào bên trong rất nhanh bạch nhạn phi thế mà lại cởi áo khoác ngoài của mình ra rồi chồng lên người phong lệ na tớ nói này na na cậu sao thế Trời lạnh như vậy mà cậu không biết quan tâm bản thân mình một chút sao? Bạch nhạn phi có chút tức giận nói. Trên thực tế, từ lúc vừa nhìn thấy phong lệ na cô cũng đã để ý thấy quần áo phong lệ na mặc trên người rất mỏng, sẽ rất dễ bị cảm lạnh. Phong lệ na chỉ lắc đầu nói, không sao đâu, tớ không lạnh. Không lạnh mới là đó, vừa nãy tớ đụng vào tay cậu, cả bàn tay đều lạnh cóng hết rồi kìa. Bạch nhạn phi tức giận chừng mắt nhìn phong lệ na diệp vô phong cũng chỉ theo sau các cô đi vào bên trong căn phòng đã đặt trước nhiệt độ bên trong căn phòng sẽ ấm hơn ở ngoài một chút bởi vì nhiệt độ bên trong căn phòng luôn được duy trì ở mức nhiệt quy định thích hợp làm cho người ta cảm thấy dễ chịu bạch nhạn phi có chút bực bội nhìn phong lệ na cậu nói đi có phải tên chó kia lại ức hiếp cậu không không cho cậu mặc nhiều quần áo sau khi nghe bạch nhạn phi nói thế diệp vô phong có chút không thể hiểu được dù sao cũng coi như là hai vợ chồng sắp cưới chắc là sẽ không làm ra cái chuyện không có bất kỳ ý nghĩa nào như vậy đâu ha. Phong lệ na mau chóng lắc đầu, không phải, Đông Thành không phải là loại người như vậy, anh ấy bảo tớ mặc nhiều một chút, nhưng mà tớ thật sự không cảm thấy lạnh mà. Phong lệ na càng giải thích, lại càng làm cho Diệp vô phong cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy. Lúc này, Bạch Nhạn Phi lại thảy cho Diệp vô phong một ánh mắt với ý là anh nhìn thấy rồi chứ. Hai người này bây giờ là như thế đó, Phong Lệ Na luôn ra sức bảo vệ hình tượng cho gã chó kia. Diệp Vô Phong gật gật đầu, cũng gửi lại cho Bạch Nhạn Phi một ánh mắt đã hiểu. Trước lúc hai người họ đến, Phong Lệ Na cũng đã gọi món ăn trước rồi, thế nên khi hai người họ ngồi xuống bàn chưa được bao lâu thì món ăn đã được mang lên. Phong Lệ Na cười cười nhìn Diệp Vô Phong, chủ tịch Diệp cũng là một người tài giỏi, tôi có nghe nói bây giờ công ty Hoa Cường đã hoàn toàn nắm được tình thế của Liễu Tây rồi. Diệp Vô Phong khiêm tốn đáp: không đâu không có đâu, chủ yếu cũng chỉ làm nền cho các nhà máy xí nghiệp khác thôi, thật ra công ty Hoa Cường ở Liêu Đông cũng còn có rất nhiều việc phải giải quyết. Phong Lệ Na cười híp mắt nói, khu vực Liêu Đông lớn như vậy có nhiều việc cần phải xử lý là chuyện bình thường mà. Có điều, Chủ tịch Diệp có thể nhín chút thời gian đến đây cũng với Phi Phi thì đúng là rất có tình có nghĩa đó. Diệp vô phong chỉ sờ sờ mũi của mình. Bạch nhạn phi lại giận dỗi nhìn phong lệ na, cô đương nhiên biết phong lệ na đang muốn làm gì. Cô ấy là muốn tạo một cơ hội cho cô và Diệp vô phong, nhưng mà phong lệ na lại không hiểu được tình hình thực tế lúc này. Bạch nhạn phi nhanh chóng lên tiếng, na na đừng có quậy, thật sự chỉ là chung đường mà thôi, hơn nữa tổng giám đốc Diệp đây cũng là người đã có vợ rồi. Sau khi phong lệ na nghe thấy thế cũng giật mình, cô cứ tưởng Diệp vô phong vẫn chưa kết hôn chứ, chỉ có điều khi bạch nhạn phi nói xong, cô mới chú ý thấy chiếc nhẫn trên tay Diệp vô phong. Đó là nhẫn cưới phong lệ na cũng biết là mình hiểu lầm rồi thế nhưng cô hiểu rõ tính cách của bạch nhạn phi nếu như không có ý thì sẽ không quan tâm đến vậy còn dẫn người đến làm quen với mình chắc chắn phải là người có quan hệ rất tốt với cậu ấy thì cậu ấy mới dẫn đến cho nên cô cảm thấy chuyện này chắc chắn không phải là hiểu lầm chỉ là bạch nhạn phi sống chết không chịu thừa nhận thôi hoặc là nói cậu ấy sẽ sống chết không chịu thừa nhận trước mặt diệp vô phong lúc này diệp vô phong cũng có chút lúng túng dù sao anh cũng biết ý của bạch nhạn phi thế nhưng bây giờ không phải là lúc để bàn về những chuyện này mỗi giây mỗi phút anh đều đang nhắc nhở chính mình vợ của anh là lâm thư âm có một người vợ tốt như vậy mà còn dám ra ngoài trêu ong ghẹo bướm thì thật sự là hết nói nổi rồi thế nhưng ngay vào lúc ba người đang ăn uống vui vẻ có mấy người đàn ông đẩy cửa đi vào mấy tên này cả người toàn mùi rượu mặc đồ tây trên mặt ai ai cũng đều đang cười Ơ, ờ, đây không phải là cô Lệ Na sao? Cô cũng sắp kết hôn rồi, vậy mà còn ăn cơm với tên đàn ông khác, còn nữa, cô gái này là ai thế? Giới thiệu chút đi chứ." Tên đàn ông dẫn đầu tuổi trên dưới 30, nói chuyện lớn tiếng, mặt mũi đỏ chót. "Chu đại thiếu, anh uống say rồi, tôi đang đón tiếp bạn mình, lẽ nào anh nhìn không thấy sao?" Phong Lệ Na cực kỳ tức giận chừng lớn đôi mắt. Chu đại thiếu lại vẫn cười hì hì vậy ý của cô là có bạn cô ở đây thì cô có thể hỗn láo với tôi rồi phải không? Chẳng lẽ cô quên mất lúc đó Nguyên Đông Thành mém tí nữa là đã đẩy cô lên giường tôi rồi à? Mặt phong lệ na tái xanh, cả người đều đang run rẩy. Mà Bạch Nhạn Phi thì cắn răng, hình như cô có biết đến chuyện này. Diệp vô phong thì chỉ đang ăn đồ ăn của mình, mấy chuyện cãi nhau thế này thì cứ để cho mấy người phụ nữ họ cãi đi, anh không thích cãi nhau. Chờ anh ăn hết đồ ăn trong bát trước đã, đừng để vì dám người này mà lãng phí hết cả bàn món ngon. Đôi mắt phong lệ na dần đỏ lên, mặc dù cô muốn nói lại, nhưng cô biết mấy tên này đều là bạn tốt của Nguyên Đông Thành, nếu như làm mít lòng Chu Đại Thiếu, thì ai biết được Chu Đại Thiếu có bắt Nguyên Đông Thành lại làm ra chuyện như thế lần nữa hay không? Cô đã thấy sợ, lúc đó nếu không phải cô dùng cái chết để ép và cha của Nguyên Đông Thành biết chuyện này nghiêm trọng mới đến ngăn cản trò hề này, thì cô thật sự đã bị tên Chu Đại Thiếu này nhúng chàm rồi thế nên lúc này cô chỉ có thể ngồi đó giận run cả người. Chu đại thiếu lại cười ha ha nói, không cần căng thẳng, tôi chỉ là đùa một chút thôi mà, hơn nữa cô cũng sắp kết hôn với Nguyên Đông Thành rồi, nếu tôi lại nói mấy chuyện như thế thì lại không hợp lý rồi, tôi cũng phải để tí mặt mũi cho nhà họ Nguyên chứ. Bạch Nhạn Phi bước tới, ôm lấy phong lệ na, lạnh lùng nhìn đám người Chu đại thiếu. Mà Chu đại thiếu nhìn thấy Bạch Nhạn Phi thì hai mắt sáng rực, Nói với Phong Lệ Na, thật ra thì chúng ta cũng coi như là bạn bè ha, vừa lúc tối nay chúng tôi có một buổi party, nếu không thì cùng đến đi, dù sao thì cô cũng tiếp đón bạn của cô mà. Phong Lệ Na từ chối, không cần đâu, chúng tôi chỉ muốn nói chút chuyện cũ, không muốn có người đến làm phiền chúng tôi. Chu Đại Thiếu lại hừ một tiếng, Phong Lệ Na, đừng có rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, bây giờ là tôi đang mời cô, à cho chút tôi chỉ là đang thông báo cho cô thôi. Lúc này tôi xét trên việc cô có bạn bè ở đây, cho cô chút mặt mũi, nếu đổi lại thành lúc bình thường mà nói thì tôi sẽ nói nhiều lời với cô như vậy à. Chu đại thiếu, anh nói đúng rồi, ở trong lòng Nguyên Đông thành cô ta chẳng là cái thá gì cả, chỉ là một cô ả mặc người chơi thôi. Đám người đi theo bên cạnh Chu đại thiếu lớn tiếng cười ha ha. Chương 509, đều chỉ là một màn kịch nhỏ thôi. Người mang cặp kính kia nói ra những lời lăng mạ biểu hiện đó lại chả giống một người có văn hóa chút nào thực sự rất giống với một tên phản bội còn cái người mặc bộ đồ hình chó cách nói chuyện lại thực như tiếng chó sủa những người khác cũng từ từ nở nụ cười lúc này phong lệ na chỉ dám núp trong lồng ngực của bạch nhạn phi không dám hé răng ra nói một lời bởi vì cô ấy biết rằng nếu như đám người này nổi giận muốn đánh cô thì bọn chúng sẽ thực sự đánh cô mong muốn nguyên đông thành ra mặt cứu cô là chuyện không thể xảy ra không nổi giận mắng cô là rảnh rỗi sinh nông nổi là đã may mắn lắm rồi. Chu đại thiếu hắng giọng hai tiếng, bây giờ có bạn bảo vệ rồi nên cảm thấy không chịu được nữa rồi phải không? Đến yêu cầu của bọn tao mà cũng dám từ chối cơ, nhưng mày cũng phải nể mặt tao chứ, có qua có lại mới toại lòng nhau mà. Trong lòng Phong Lệ Na vẫn không muốn như vậy, cô ấy có thể chịu đựng sự sỉ nhục này, nhưng cô ấy tuyệt đối không hề muốn bạch nhạn phi bị những người này bắt nạt. Thế nên cô ấy vẫn tiếp tục không nói không rằng, ý nghĩa của việc này rất rõ ràng, là từ chối. Trong thế giới của người trưởng thành, không đồng ý đồng nghĩa với việc từ chối. Chu Đại Thiếu rõ ràng không muốn hiểu cái loại ý nghĩa này, anh ta đi về phía trước, muốn bắt lấy phong lệ na ép buộc cô ấy đi theo mình. Nhưng vào thời điểm anh ta đưa tay ra, Bạch Nhạn phi thoát cái túm lấy bàn tay của anh ta, nhẹ nhàng dùng chút sức phận ngược lại, Chu Đại Thiếu chỉ có thể xoay ngược người lại, Bàn tay áp chặt lên sau lưng, biểu cảm khuôn mặt đầy đau đớn. Mấy tên đồng bọn của Chu đại thiếu đều bị dọa cho hết hồn, không nghĩ tới Bạch Nhạn Phi thực sự dám ra tay, tên đàn ông đeo kính chỉ tay mắng Bạch Nhạn Phi, "Buông Chu đại thiếu ra, mày có biết Chu đại thiếu là ai không? Còn dám động tay động chân với cậu ấy?" Bạch Nhạn Phi lạnh lùng cười, "Tao còn cần phải quan tâm nó là ai cơ à? Nếu tao thấy không vui, chúng mày có tin tao ném nó thẳng từ trên này xuống không?" sắc mặt tên đàn ông đeo kính thay đổi, trong phút chốc không biết phải nói chuyện với Bạch Nhạn Phi thế nào, dù sao anh ta cũng không biết thân phận của Bạch Nhạn Phi là gì. Lời nói từ trong miệng người phụ nữ này thực sự rất ác độc, giống như người lăn lộn trong giang hồ đã lây vậy. Người đàn ông mang kính nhanh chóng nói, Chu Đại Thiếu là người thừa kế của xí nghiệp Chu Tinh ở Liêu Đông, là xí nghiệp Chu Tinh đó mày biết không? Đó chính là xí nghiệp nắm giữ phần lớn ngành cộng nghệ điện tử ở Liêu Đông này, quen biết nhiều người trong giang hồ, con đàn bà mày dám đụng vào một gọng lông của Chu Đại Thiếu, đừng hòng rời khỏi liêu đông này. Bạch Nhạn Phi bỗng nhiên nhận ra, ta nói sao mà thấy thằng nhóc con này quen quen, thì ra là người thừa kế của xí nghiệp Chu Tinh, bố mày cũng được xem là người có tài, có thể khai thác được thông tin từ cả hai thế giới, xem như có bản lĩnh, thế mà làm sao lại sinh ra một thằng thất bại như mày vậy. Lúc này Chu Đại Thiếu đã đau tới mức khóe miệng co giật, nghe thấy lời này vốn muốn cãi lại, nhưng chỉ cần bạch nhạn phi khẽ dùng chút sức là đã khiến cho anh ta đau đớn hết thảm rồi những từ cay nghiệt muốn nói ra đều phải nuốt tọt vào trong bụng thế giờ mày còn muốn ép bọn tao đi tham gia tiệc của mày nữa không bạch nhạn phi lạnh lùng hỏi chu đại thiếu chỉ có thể lắc đầu bây giờ anh ta mới biết bạch nhạn phi lại khỏe như vậy chỉ cần một chiêu đã khống chế được anh ta bạch nhạn phi thấy chu đại thiếu ngoan ngoãn rồi lúc này mới đẩy chu đại thiếu ra sau đó nói với Phong Lệ Na, chúng ta tìm nơi nào đó để nghỉ đi, nhìn thấy đám người này tới ăn tớ cũng không muốn ăn nữa rồi. Sau khi Chu Đại thiếu vùng vẫy thoát khỏi tay của Bạch Nhạn Phi, việc đầu tiên là hô lớn với đám người ở ngoài, vào đây hết cho tao. Mười mấy tên bảo vệ nhanh chóng có mặt trong phòng bao. Chu Đại thiếu chỉ vào mặt Bạch Nhạn Phi hô, bắt con đó lại cho tao, tối nay tao phải cho nó biết đắc tội tao thì sẽ phải nhận hậu quả gì. Bạch Nhạn Phi ha ha cười. Cô ấy sớm đã biết Chu đại thiếu sẽ như thế, dù sao mấy tên hay lật lọng như Chu đại thiếu này cũng gặp nhiều. Ngược lại mà không lật lọng ấy, mới khiến cho lòng người khiếp sợ. Bạch Nhạn Phi vẫn luôn có chỗ chống lưng nên chẳng sợ, dù gì cô cũng biết Diệp Vô Phong nhất định sẽ giúp cô dạy dỗ đám người này. Có Diệp Vô Phong ở đây, cô không cần phải sợ bất cứ điều gì cả. Mười mấy tên bảo vệ đều nhanh chóng xông lên, gần như mấy trường hợp thế này bọn chúng gặp cũng nhiều rồi thuần thuộc giàn sang hai bên bao vây bạch nhạn phi chu đại thiếu nở nụ cười ác độc trong mắt hiện lên sự kích động khó hiểu có điều mày yên tâm đi tao không giết mày đâu tao sẽ cho mày thấy tao giỏi cỡ nào mà đương nhiên rồi giỏi chuyện trên giường ấy mấy tên bảo vệ bao vây xung quanh bắt đầu xuống tay nhưng vào đúng lúc này tiếng gõ đũa vang lên vào khoảng trống yên lặng sau khi chu đại thiếu nói xong làm cho người ta có chút giật mình vào lúc này đám người Chu Đại Thiếu mới nhận ra trong phòng vẫn còn một người đàn ông khác. Chu Đại Thiếu vẫn luôn quên mất sự tồn tại của Diệp Vô Phong. Nói chứ, tao thấy chúng mày có hơi hốn quá rồi đấy, trước mặt tao mà dám cưỡng bức gái nhà lành cơ đấy. Diệp Vô Phong không nhanh không chậm dùng giấy lau lau khóe miệng. Sau đó mới đứng dậy, mà biểu cảm của Phong Lệ Na nhanh chóng thay đổi, nhỏ giọng nói với Bạch Nhạn Phi, vẫn là bảo Diệp Vô Phong đừng ra mặt lung tung, nếu anh ấy cứ ngồi yên ở đó thì sẽ không sao đâu. Bạch nhạn phi an ủi, không sao đâu, yên tâm đi, mấy vở kịch bé tí tẹo teo này đối với anh ấy mà nói xảy ra như cơm bữa ấy mà, hơn nữa cũng chả có ảnh hưởng gì với anh ấy đâu. Bọn họ biết thế nào ở Liêu Đông cũng sẽ dùng kiếm thật súng thật để đánh nhau, còn có cả ám khí với bom các thứ, thành ra trận chiến sống mái này cũng không khác với đi tác chiến là mấy, chỉ thiếu mỗi trực thăng thả bom nữa là số rách thôi lúc này mười mấy tên bảo vệ đối với diệp vô phong mà nói còn không thể khiến anh có hứng thú đánh đấm nổi cơ chu đại thiếu có chút nghi ngờ nhìn diệp vô phong không biết bây giờ diệp vô phong muốn làm gì nữa đây nhóc con tao khuyên mày đừng có làm hỏng chuyện của tao nếu không để tao bực mình lên tao giết mày đó chu đại thiếu không đứng đắn nói diệp vô phong vậy mà lại lắc đầu vậy mày không giống tao rồi nếu tao nổi giận ấy thì không chỉ giết mình mày đâu tao giết cả nhà mày luôn Chu đại thiếu bừng bừng giận dữ, bố láo. Trong mười mấy tên bảo vệ, có ba bốn tên rời khỏi vị trí sông về phía Diệp Vô Phong. Diệp Vô Phong lại nhẹ nhàng nhún vai, đối mặt với ba bốn tên bảo vệ kia, chỉ là vô cùng tùy ý đánh ra bốn đấm. Bộp 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 bộp, Diệp Vô Phong phủi tay, đúng là yếu quá đi mất, gặp nhiều cao thủ ở liêu đông này xong. Đúng là tao chẳng có hứng gì với mấy cái tên tầm thường này chút nào, cũng chỉ là một bên bị hành hạ tới chết mà thôi. Đám người Chu đại thiếu đều hết sức bàng hoàng, bọn họ biết thực lực của mấy tên bảo vệ này, mặc dù không phải võ công chính phái gì, nhưng sức mạnh so với người thường thì mạnh hơn nhiều lắm. Có thể nói để bọn họ dẹp loạn, một người có thể đánh được 7, 8 người bình thường là chuyện nhỏ. Mà những tên bảo vệ như thế, lại bị Diệp Vô Phong nhẹ nhàng xử tuốt, điều này là điều đám người Chu đại thiếu chưa từng tưởng tượng tới. "Xiết nó cho tao." Mặt mũi của Chu đại thiếu mất hết chân rồi xuất sáng thét lên với những tên bảo vệ khác. Những tên bảo vệ còn lại đều nhanh chóng xông về phía Diệp Vô Phong, nhưng Diệp Vô Phong lại hết sức bình tĩnh, đạp chân một cái, tốc độ nhanh chóng tăng lên, chớp mặt bèn đến bên cạnh mấy tên bảo vệ. Đấm đá giao nhau, mấy tên bảo vệ lũ lượt văng đi, và đập bùm bụp lên mấy thiết bị trong phòng, và vỡ rất nhiều tác phẩm nghệ thuật có giá trị. chương 510, quỳ xuống bèn có thành ý rồi đó. Trong mấy tên bảo vệ bị đá văng, còn có tên làm vỡ cả kính cửa sổ sát sàn. Cũng may ngoài cửa sổ là ban công, chứ không thì tên bảo vệ đó ngã xuống từ tầng 5 luôn rồi, chết chắc còn gì nữa. Sau khi Diệp vô phong xử lý xong mấy tên bảo vệ, anh cười tiếp mắt đi về phía Chu Đại Thiếu. Sắc mặt Chu Đại Thiếu đen xì, hoàn toàn không nghĩ tới Diệp vô phong có thể nhẹ nhàng như vậy xử lý hết tất cả bảo vệ của anh ta. Hơn nữa chỉ dùng một chiêu là có thể xử lý được một tên, mấy tên bảo vệ nằm lăn lóc dưới đất đang cố gắng vùng vẫy, nhưng không tài nào đứng dậy được. Có thể thấy được sức mạnh của Diệp vô phong lớn tới chừng nào. Lúc này khóe miệng Chu Đại Thiếu không ngừng run rẩy. Lúc này khóe miệng Chu Đại Thiếu không ngừng run rẩy, cẩn thận nói từng từ một, vị anh hùng này, tôi là người thừa kế của xí nghiệp Chu Tinh, chắc anh cũng biết chứ hả, xí nghiệp Chu Tinh đứng thứ nhất thứ nhì ở Liêu Đông đó, nếu anh đụng vào tôi, bố tôi nhất định sẽ không tha cho anh đâu diệp vô phong đối với mấy lời này chỉ nhàn nhạt cười anh nói cũng có lý ghê đấy chứ nhưng nếu tôi đây không xử lý anh thế chẳng phải rất mất mặt sao chu đại thiếu nghĩ một chút lại cười nịnh nhìn anh tất nhiên nào có mất mặt gì tôi thua tâm phục khẩu phục mà anh muốn tôi làm gì cũng được chu đại thiếu không muốn giống như mấy tên bảo vệ của mình bị đánh cho nằm lăn lóc dưới đất đâu có khi phải nằm viện rất lâu ấy chứ quan trọng hơn là còn bị một tên không có danh tiếng gì đánh cho mới đau á diệp vô phong là ai tới tận bây giờ chu đại thiếu vẫn chưa tìm ra được trong đầu anh ta nghiệm lại một lần những người có tiếng ở liêu đông nhưng đều không có ai có thể xứng với diệp vô phong mấy người có tiếng ở đây không trẻ quá thì lại không phải phong cách của diệp vô phong chu đại thiếu hối hận rồi anh ta chưa từng nghĩ tới hôm nay anh ta sẽ gặp phải một người mạnh như vậy nếu sớm biết thế này anh ta sẽ đem thêm mấy tên cao thủ ở nhà kia theo rồi nhưng bây giờ không có nếu gì nữa sắt anh ta đã rơi vào một cái thế hết sức ngượng ngùng rồi bây giờ anh ta chỉ có thể xin diệp vô phong đừng đánh anh ta nữa thôi diệp vô phong nhướng mày nhìn chu đại thiếu anh nói bảo anh làm chuyện gì cũng được sao chu đại thiếu gật đầu chỉ cần không liên quan đến nguyên tắc gì đó của tôi đều được hết diệp vô phong suy nghĩ một lúc chu đại thiếu hồi hộp lấy ra một tấm thẻ ngân hàng tôi có thể cho anh ba tỷ miễn là anh tha cho tôi Bạch Nhạn Phi đứng ở một bên nghe thấy lời này của Chu Đại Thiếu thì phì cười, thế này chẳng khác nào đang sỉ nhục Diệp Vô Phong, 3 tỷ đối với Diệp Vô Phong mà nói căn bản không tính là tiền. Bây giờ lợi nhuận của công ty Hoa Cường có thể dùng một ngày thu về vài cân vàng để hình dung rồi. Mấy dự án lớn của chính phủ đều nằm dưới tay của công ty Hoa Cường, cộng thêm Hoa Cường là công ty đi đầu trong bất động sản ở Lưu Đông. Bây giờ nói xem ngành nào kiếm tiền nhất, còn phải hỏi, chính là bất động sản. Hiện tại trong người Diệp Vô Phong phải có trên vài ngàn tỷ, mà đó mới chỉ tính vốn lưu động thôi, chưa đụng chạm gì tới số vốn bất động sản. Nếu cộng thêm bất động sản vào, ai mà biết được có bảo nhiêu tiền. Dưới những phép tính không thể tính rõ ràng, thì Bạch Nhạn Phi cũng chẳng rõ được. Diệp Vô Phong xua tay, anh có biết người tài nào mới cần tới 3 tỷ không? Chu Đại Thiếu lắc đầu trong mơ hồ. Diệp Vô Phong cười ha ha, người nghèo ấy, người nghèo mới cần 3 tỷ của anh, mà anh nhìn tôi xem, tôi có giống người nghèo không? Tài khoản ngân hàng của anh ta cũng có hạn. Trừ khi anh ta kiếm ra tiền, nếu không số tiền hàng tháng anh ta có thể tiêu xài chỉ có 3 tỷ thôi. Đây là quy định của bố Chu Đại Thiếu. Thực ra đây cũng là một thủ đoạn ràng buộc, nhưng ông ta lại không ngờ tới Chu Đại Thiếu cũng không cần dùng tới tiền, mỗi ngày đều có thể ăn chơi chắc táng, lợi dụng thân phận người thừa kế của xí nghiệp Chu Tinh là đã có thể khiến bao người cun cút mang tiền tới nộp rồi. Diệp vô phong cười rạng rỡ xem ra anh không biết tôi muốn gì rồi, tôi chỉ cần một lời xin lỗi thôi. Chu đại thiếu ngơ ngác, chỉ đơn giản vậy thôi sao? Chỉ đơn giản vậy thôi. Biểu cảm Chu đại thiếu mang theo vẻ vui mừng, anh ta cảm thấy Diệp vô phong nể mặt thân phận người thừa kế của xí nghiệp Chu Tinh nên mới tha cho anh ta. Điều này nói rõ cho việc Diệp vô phong vẫn phải kiêng rẻ xí nghiệp Chu Tinh. Trong lòng anh ta thầm cười lạnh, nếu bây giờ không xử lý anh ta, Vậy sau đó chuyện anh ta muốn làm là tìm người tới đây, xử lý Diệp Vô Phong. Ngôn tình sủng. Dù sao Diệp Vô Phong cũng là bạn Phong Lệ Na, vậy chỉ cần thông qua Phong Lệ Na là có thể tìm thấy Diệp Vô Phong rồi. Anh ta nhanh chóng nói với Diệp Vô Phong, thật sự rất xin lỗi anh, lần này là do tôi có mắt mà không thấy Thái Sơn. Diệp Vô Phong tràn đầy bất mãn, thế này cũng tính là xin lỗi hả? Trên tay anh mà cầm thêm vũ khí, chả khác gì đang thị uy luôn nhỉ biểu cảm Chu Đại Thiếu thay đổi, rõ ràng là có chút giận dữ, nhưng vẫn rất thành thật nói với Diệp Vô Phong, thực sự rất xin lỗi anh, tôi có mắt như mù, mong anh tha cho tôi lần này. Này là đang xin lỗi tôi ấy hả? Anh có làm gì sai với tôi đâu mà xin lỗi, anh phải nói xin lỗi với cô Phong Lệ Na kia kìa. Diệp Vô Phong ít mắt nói. Chu Đại Thiếu nhìn Diệp Vô Phong, anh đừng có quá đáng. Vậy anh có xin lỗi không? Một câu ngắn gọn thôi. Chu Đại Thiếu vẫn lựa chọn nhẫn nhịn thêm một lần, quay sang Phong Lệ Na nghiến răng, sống chết không nói nên lời, đặc biệt là ban nãy xem chút nữa anh ta đã cưỡng bức được Phong Lệ Na rồi, trong mắt anh ta, Phong Lệ Na là loại đàn bà không ai cần, ai cũng có thể đụng chạm vào được. Dù sao Nguyên Đông Thành cũng không để ý tới chuyện này, trước đây giữa Nguyên Đông Thành và Phong Lệ Na là quan hệ bạn bè, hơn nữa lúc đó Nguyên Đông Thành có tới hơn mười mấy người bạn gái. Phong Lệ Na chỉ là một người trong số đó. Nếu không phải bố của Phong Lệ Na ra mặt, Phong Lệ Na có khi vẫn chưa chạm được chân vào cửa nhà họ Nguyên. Thế nên trong đầu Nguyên Đông Thành, Phong Lệ Na chỉ là một con đàn bà thấp hèn, nhưng một con đàn bà như vậy lại có một ngày anh ta phải xin lỗi con à? Anh ta có chút làm không nổi chuyện này. Nhưng vào lúc anh ta đang tính bỏ cuộc, Diệp Vô Phong lại lôi một băng ghế đến bên cạnh Chu Đại Thiếu. Chu Đại Thiếu hét lớn, "Xin lỗi, cô Phong Lệ Na, là lỗi của tôi." tôi không nên làm những chuyện như vậy, cũng không nên nói ra những lời như thế, là mồm miệng tôi thối nên phun ra toàn cặn bã, cô tha cho tôi đi. Anh ta thực sự sợ Diệp vô phong cầm băng ghế kia lên đập vào người mình. Anh ta còn phát hiện ra, mấy tên bảo vệ nằm dưới đất, chỉ có duy nhất ba tên có thể vật vã đứng dậy, còn lại đều không có cách nào có thể đứng dậy được. Chỉ khác là mấy tên bảo vệ này không còn kêu thảm thiết nữa. Có lẽ đã ngủm củ tỏi rồi cũng nên. Chu đại thiếu sau khi nói xong, quay đầu lại nhìn Diệp Vô Phong, cực kỳ không cam lòng, nhưng vẫn phải nhịn cơn giận dữ của mình mà nói, bây giờ được rồi phải không? Tôi đã xin lỗi rồi đó. Diệp Vô Phong hài lòng gật đầu, biểu hiện lần này của anh tốt hơn lần trước nhiều rồi đó, nhưng mà sao? Vẫn chưa đủ thành ý ấy. Chu đại thiếu tức giận, anh muốn tôi phải làm thế nào mới đủ thành ý đây? Đương nhiên là quỳ xuống là đủ rồi. Ngay tức khắc Chu đại thiếu nhảy cồ cồ lên, bừng bừng lửa giận nói, khốn nạn, mày hách dịch quá rồi đấy. Audio điện tử võ tấn bền chương 511, không cần chạy trốn. Diệp vô phong cười ha hả, tôi biết ngay là lời xin lỗi của anh không có thành ý mà, vừa này còn mới nói với tôi là việc gì cũng làm được, nhanh như vậy đã nuốt lời rồi sao? Anh thật khiến tôi rất thất vọng nha. Chu Đại Thiếu phẫn nộ chỉ và Diệp vô phong, tôi nói anh nghe, doanh nghiệp Chu Tinh ở Liêu Tây lớn vô cùng, nếu anh mà dám ra tay với tôi thì bố tôi nhất định sẽ không tha cho anh đâu. âm um, vừa nói xong, thân thể của Chu Đại Thiếu liền bay qua một bên, phần eo liền xuất hiện sự kỳ dị, cứ như phần thân trên với thân dưới bị bẻ gãy vậy. âm um, thức ăn trên bàn đều bị Chu Đại Thiếu lật đổ xuống đất, cả người Chu Đại Thiếu toàn là đồ ăn và nước canh. nhưng mà bây giờ anh ta đã bất tỉnh rồi, căn bản không biết bản thân bây giờ thảm hại biết bao. Mà đám bạn của Chu Đại Thiếu thì đang bỏ chạy dồn dập. Vừa nãy, lúc bọn họ ở kế bên uống rượu đã nghe ngóng được Phong Lệ Na đang ở bên này tiếp đãi khách hàng liền nghĩ rằng có thể ức hiếp cô ta một chút, làm nhục cô ta. Nhưng lại không ngờ rằng sẽ gặp được một người lợi hại ở đây. Trước tiên không nói tới bối cảnh thân phận của Diệp Vô Phong, chỉ dựa vào thân thủ này của anh thì bọn họ cũng đã không thể chống lại được. Nếu muốn đánh bại Diệp Vô Phong thì chắc chắn phải kêu cao thủ đến diệp vô phong đương nhiên vẫn nhớ được lời của nhãn kính nam vừa mới nói trong đám bạn bè đang chạy trốn của chu đại thiếu diệp vô phong có thể lập tức nhận ra bóng lưng của nhãn kính nam trực tiếp ném cái ghế về phía anh ta rất nhanh liền đập nhãn kính nam té xuống đất tiếng kêu thảm thiết vang vọng cả hành lang rất nhiều người của phòng khác giật mình đi ra nhìn con người này không biết trong phòng của diệp vô phong đã xảy ra chuyện gì diệp vô phong nhìn phong lệ na đang khiếp sợ đầy mặt mỉm cười, thật ngại quá, đã lãng phí hết thức ăn của mọi người rồi, xem ra chúng ta chỉ có thể đến nơi khác ăn thôi. Diệp vô phong biết rằng hai người phụ nữ này vẫn chưa được ăn cơm. Phong lệ na bị bạch nhạn phi lắc mấy cái mới tỉnh táo lại, cô ta khẩn trương mà nhìn Diệp vô phong cùng bạch nhạn phi, mấy anh gặp rắc rối rồi, doanh nghiệp chu tinh rất có tiếng ở liêu tây đó, nhà của họ làm ngành công nghiệp điện tử, quen biết rất nhiều người, mấy anh tốt nhất là mau chóng rời khỏi liêu tây đi. Diệp vô phong mỉm cười, tôi đã đặt phòng xong rồi, hai người các cô định thế nào? Nếu như hai người vẫn còn muốn tiếp tục nói chuyện ở bên ngoài thì tôi có thể để lại cho hai người một căn phòng. Phong lệ na trừng mắt, vô cùng lo lắng, tôi nói thật đấy, các ấy bây giờ rất nguy hiểm, mau chóng rời khỏi đây đi. Bạch nhạn phi an ủi, không cần lo lắng, doanh nghiệp chu tinh đối với chúng tớ mà không là gì cả, nếu bọn chúng thật sự muốn gây phiền phức cho tớ, Tớ nhất định sẽ khiến anh ta biết được sức mạnh của công ty Bảo An Long Kiếm. Hơn nữa, tụi mình không phải còn có giám đốc Diệp của công ty Hoa Cường sao? Diệp Vô Phong biết Bạch Nhạn Phi chỉ là muốn trêu chọc mình vì thế chỉ có thể nhún vai cười khổ. Nhưng mà Bạch Diệp Phi cũng nói không sai. Doanh nghiệp Chu Tinh đã là gì, nếu như dám đến kiếm phiền phúc thì liền giải quyết doanh nghiệp Chu Tinh. Anh đến nơi này vốn là muốn đến đối nghịch với nhà họ Nguyên. Phong Lệ Na đương nhiên vẫn còn lo lắng nhưng trên thực tế cô ta cũng biết rằng từ lúc quen biết bạch nhạn phi tới bây giờ cô ấy sẽ không nói ra những lời mà chính bản thân cũng không chắc chắn nếu bạch nhạn phi đã nói như vậy rồi vậy thì nhất định có dựa vào thứ gì đó mà phong lệ na cũng biết rằng nhà của bạch nhạn phi cũng không thuộc dạng hiền lành gì cao thủ trong công ty cũng đầy ra bạch nhạn phi đã sống trong môi trường vệ sĩ từ nhỏ tuy không biết thực lực của bản thân mạnh bao nhiêu nhưng để phòng thân thì vẫn có thể đối phó với người thường thì dễ như trở bàn tay cuối cùng phong lệ na và bạch nhạn phi quyết định thuê một phòng ở khách sạn Daos Norton, liền cùng diệp vô phòng ở lại một đêm trở về phòng của mình tắm rửa rồi khoác áo vào ngồi trên sofa ngắm nhìn cảnh đêm bên ngoài anh lấy điện thoại ra đến lúc gọi cho du kinh hồng rồi dù sao cũng là hai bên hợp tác chứ không phải một người làm nhiệm vụ du kinh hồng chắc cũng sắp tới xuân thành rồi tôi đã đến xuân thành rồi sau khi bắt máy, Diệp Vô Phong liền nói: "Du Kinh Hồng bên kia đang chỉnh lại tư liệu lạnh nhạt nói, đến nơi là được rồi, anh cứ ở đó chờ lệnh là được. Trong khoảng thời gian anh không cần hành động thì anh có thể tiếp tục phát triển công ty Hoa Cường, nếu như cần sự giúp đỡ phía bên chính phủ thì cứ trực tiếp báo là người của Hồng Thuẫn là được." Diệp Vô Phong cười ha ha, "Thật sự thì tôi vẫn luôn rất hiếu kỳ, chúng ta làm như vậy sẽ không bị mời đi uống trà sao?" Du Kinh Hồng vô cùng đứng đắn mà giải thích: Căn bản không hề biết Diệp Vô Phong chỉ ghẹo chút thôi. Cục Hồng Thuẫn trước giờ vẫn luôn có một số đặc quyền, chỉ là trước giờ vẫn không cần dùng đến. Bây giờ anh đến rồi, lại còn có yêu cầu như vậy thì cứ giao cho anh cũng không có vấn đề gì. Cục Hồng Thuẫn vốn thuộc về một bộ phận đặc thù, mỗi lần chấp hành nhiệm vụ đều là nhiệm vụ thuộc dạng cao cấp nhất, cũng là loại nhiệm vụ nguy hiểm nhất, vì thế sinh mạng của các thành viên trong cục đều rất nguy hiểm. Cấp trên vì để bồi thường cho các thành viên của Hồng Thuẫn đã đặt ra rất nhiều phúc lợi, thậm chí có thể ban ơn cho cả gia tộc, chỉ là do thành viên của Hồng Lĩnh vẫn chưa có ai sử dụng cả. Cho đến khi Diệp Vô Phong xuất hiện. Diệp Vô Phong cười nói, vậy chừng nào cô đến Xuân Thành? Du Xu Kinh Hồng nghĩ một chút, trả lời, chắc là qua một đoạn thời gian nữa, tôi bây giờ vẫn còn rất nhiều tài liệu chưa hoàn thành, hoàn thành xong liền đi Xuân Thành. Sau khi Diệp Vô Phong nói qua một tí về tình hình rồi mới cúp điện thoại, nằm trên giường của mình rất nhanh liền chìm vào giấc ngủ ở phòng kế bên bạch nhạn phi và phong lệ na đang lặng lẽ nói chuyện trên giường na na tớ đã nói với cậu tình cảm là thứ không thể miễn cưỡng nguyên đông thành rõ ràng không yêu cậu cậu bỏ ra nhiều như vậy không có ích đâu bạch nhạn phi muốn nhân lúc phong lệ na vẫn chưa kết hôn khiến cho phong lệ na tỉnh táo lại sự việc này rõ ràng không cần phải nói nhiều như vậy ban đầu nguyên đông thành làm nhiều chuyện khiến người khác tức giận như vậy cô ấy cũng phản đối tình cảm này. Chỉ là ngay từ ban đầu Phong Lệ Na đã đặt hết tình cảm của mình cho Nguyên Đông Thành, vì thế đã không còn cách nào để rời khỏi Nguyên Đông Thành cả. Phong Lệ Na biết Bạch Nhạn Phi cũng chỉ muốn tốt cho mình, nhưng cô ta đã hết sự lựa chọn rồi, bây giờ cô không chỉ đem tình cảm trao hết cho Nguyên Đông Thành mà quan trọng hơn là bố của cô ta đã cùng với nhà họ Nguyên hợp tác rồi. Nếu như cô làm loạn thì xí nghiệp của nhà mình sẽ không thể phát triển được nữa thậm chí còn bị nhà họ Nguyên chèn ép. Xí nghiệp thượng đạt mặc dù ở Liêu Tây cũng rất lớn, về mặt thực lực cũng là hạng nhất hạng nhì. Nhưng đối với xí nghiệp của các gia tộc lớn mà nói, thật sự không là gì cả. Chương 512, tới lúc báo thù. Các doanh nghiệp, xí nghiệp chính thống sẽ không dây vào những chuyện phạm pháp. Thế nhưng, các công nghiệp xí nghiệp điện tử và những gia tộc lớn lại khác hoàn toàn. Dù thế nào đi chăng nữa, bọn họ cũng sẽ tiếp xúc qua lại một số người giỏi giang nhưng độc ác. Những người ấy sẽ được bọn họ nuôi dưỡng nhằm để làm những chuyện dơ bẩn khó để lộ ra ngoài. Mặc dù gia đình của Phong Lệ Na rất giàu nhưng bọn họ vẫn luôn tuân thủ luật pháp, không bao giờ nuôi dân giang hồ cho mục đích xấu. Bọn họ cũng chưa từng nghĩ mình sẽ làm như vậy. Tớ cũng hết cách rồi, bây giờ tớ đã dây vào, khó mà thoát ra được. Cậu cũng biết địa vị của nhà họ Nguyên ở Liêu Tây mà. Nếu bây giờ tớ hủy bỏ hôn ước nhà họ nguyên không những không bỏ qua xí nghiệp mà còn không buông tha cho cha mẹ tớ nữa mặc dù đông thành là một gã ăn chơi khốn nạn nhưng anh ta thật sự rất tốt với tớ phong lệ na cố gắng giải thích nhưng trên thực tế lại đang thuyết phục chính bản thân mình nhưng điều đó lại khiến bạch nhạn phỉ khiếp sợ thêm phong lệ na vẫn không biết mình kết hôn với người như thế nào người nọ làm đầy việc xấu thậm chí có thể ngang với cả súc vật phong lệ na thật sự đang sống trong thế giới do chính mình dệt nên cũng không muốn thấy sự thật bởi cô ta vẫn luôn dành sự kỳ vọng rất lớn cho nguyên đông thành bạch nhạn phỉ cũng không nói thêm gì nữa cô ấy biết dù mình có nói gì nữa cũng chỉ là đàn gảy tai trâu chuyện này vẫn nên để phong lệ na tự suy nghĩ thì hơn cô ấy tới đây đã nói hết những gì cần nói phần còn lại là để phong lệ na tự đi giải quyết cậu không định thổ lộ tình cảm với anh chàng diệp vô phong kia sao Phong Lệ Na đột nhiên nói sang chuyện khác. Bạch Nhạn Phỉ tức giận, cái gì cơ? Tớ với anh ta chẳng có gì hết, cùng lắm hai người bọn tớ chỉ là đối tác mà thôi. Bớt bớt đi, cậu cho rằng tớ không biết gì hết sao? Cậu đính dấu tớ chuyện này sao? Phong Lệ Na dĩ nhiên biết tình cảm của bạn mình, thậm chí cô ta cũng biết tình cảm của Bạch Nhạn Phỉ dành cho Diệp Vô Phong. Chỉ có điều Bạch Nhạn Phỉ vẫn không chịu nói ra thứ tình cảm ấy. Hai người trò chuyện thâu đêm suốt sáng nhưng đến cuối cùng vẫn chẳng ai có thể thuyết phục ai. Dạng sáng ngày thứ hai, khách sạn Snowton bỗng chật kín người. Tất cả bọn họ đều ra vẻ hung hăng. Không những thế, bọn họ vừa ngả người trên xe của mình vừa trò chuyện với nhau, lâu lâu sẽ ngước mắt lên quan sát khách sạn Snowton. Đêm qua tao có việc đột xuất nên không thể theo tới đây, ai ngờ công tử lại xảy ra chuyện như vậy. Chuyện này nhất định không thể quên được, tất cả chúng ta đều ăn uống dựa vào xí nghiệp chu tinh, nếu không thể đòi lại công bằng cho tư lệnh chu thì chúng ta không cần phải ở lại đây thêm giây phút nữa nào. Người vừa nói là một gã đầu chọc đâu con, bấy giờ ông ta đang mặc một bộ quần áo bình thường, trên cái đầu chọc có một vết sẹo rất rõ. Không những thế, tuy đường nét thô giáp nhưng lại lộ ra vẻ dữ tợn rõ ràng đến mức người ta vừa nhìn vào đã biết đây chẳng phải hạng người tốt lành gì. Lúc ông ta đang nói chuyện với người đứng bên cạnh mình, những người này đều đồng loạt gật đầu như vô cùng đồng ý với những gì gã nói đại ca tần anh cũng biết đại thiếu gia họ chu đối xử với chúng em không tệ cho nên bây giờ đại thiếu gia xảy ra chuyện dĩ nhiên chúng em rất muốn báo thù cho cậu ấy trên mặt tên côn đồ này xuất hiện nụ cười lạnh đại ca tần lại cười khẩy không cần nghiêm túc như vậy tao gọi chúng mày tới đây chỉ để giữ thể diện chứ nếu muốn giết tên xúc vật kia thì một mình tao là đủ rồi tụi mày cứ việc đứng đằng sau quan sát là được tất cả mọi người bắt đầu xôn xao rất nhiều tên côn đồ cảm thấy đại ca tần không cần phải động tay vào. Đại ca tần mạnh như vậy nên căn bản không cần phải ra tay. Còn tên rác rưởi kia chỉ cần tụi em xử lý là được rồi. Hay đại ca cứ đứng đây đợi tụi em xử lý thằng nhãi ấy đi. Chắc chắn tụi em sẽ làm anh hài lòng. Đúng vậy, hôm qua đại ca vừa giải quyết xong chuyện của mình còn chưa kịp nghỉ ngơi đã phải chạy tới đây ngay, chắc hẳn là rất mệt mỏi. Nên chuyện còn con này anh cứ để tụi em giải quyết là được rồi. Đại Ca Tần rất hài lòng với chuyện này, nhưng ông cũng biết rằng, một người có thể xử lý 10 gã vệ sĩ thì tuyệt đối không hề đơn giản như vậy. Mặc dù những tên côn đồ đứng bên cạnh mình đánh đấm không tệ nhưng vẫn kém hơn những gã vệ sĩ kia một chút. Hoàn toàn không có khả năng xử lý được người nọ, trừ trường hợp bọn họ dùng chiến thuật biển người. Bây giờ bên phía bọn họ có hàng trăm người đang đứng ở đây. Mặc dù con số ấy cũng không tệ, nhưng đối với một số cao thủ thì hàng trăm người ấy cũng chỉ là món điểm tâm nhất là người có thể tìm được không gian chật hẹp để chiến đấu thì trên cơ bản con số hàng trăm người ấy không thể chiếm ưu thế được chuyện này đại ca tần biết rõ nên lần này ông ta tới đây nhằm phòng ngừa chuyện xí nghiệp chu tinh sẽ mất mặt chuyện đại thiếu gia họ chu bị người ta đánh đã phát tán ra ngoài rất nhiều người chóng mắt xem xí nghiệp chu tinh bọn họ sẽ khắc phục như thế nào ngay lúc này có ba người đi tới từ phía thang máy đại ca tần lập tức híp mắt lại ông ta đã thấy mục tiêu lần này đây là người đã đánh đại thiếu gia, em đã hỏi thăm rồi, tên của nó là Diệp Vô Phong." Một tên côn đồ đi tới nói với Đại Ca Tần. Đại Ca Tần gật đầu, "Tao biết rồi, mày kêu mọi người bao vây xung quanh đi, chúng ta không thể để tụi nó đi đơn giản vậy được. Có điều trong đám đó còn có Phong Lệ Na, xem ra chuyện này sẽ rất thú vị đây." Mười mấy tên côn đồ đồng loạt xông vào khách sạn Snowton, sau đó bao vây xung quanh Diệp Vô Phong. Tất cả bọn họ đều lộ rõ vẻ hung ác trên tay cũng đã cầm vũ khí từ lâu. Có tên côn đồ đi tới quầy lễ tân rồi dùng gậy chỉ vào nhân viên lễ tân và nói với giọng cực kỳ khó chịu: "Tụi mày bớt xen vào chuyện của người khác. Tụi tao là xí nghiệp chu tinh tới đây cảnh cáo tụi mày, tốt nhất tụi mày nên đứng yên. Nếu không thì cứ tự nghĩ xem liệu mình còn có thể ở lại Liêu Tây nữa không?" Sau khi nói xong, tất cả nhân viên tiếp tân đều không dám động đậy. Những nhân viên ở đây cũng chỉ làm công ăn lương mà thôi, bây giờ nghe thấy vậy bọn họ biết mình không thể dây vào xí nghiệp chu tinh nên cũng chỉ có thể giơ hai tay lên mà gã côn đồ các kẻ ấy lại nhìn quầy lễ tân với vẻ rất hài lòng gã ta thảnh thơi quan sát tình huống trước mặt bây giờ cả ba người diệp vô phong đều đang bị bao vây diệp vô phong hơi xứng sở nhìn những gã côn đồ xung quanh mình không phải chứ dù thế nào đi nữa thì xí nghiệp chu tinh cũng là xí nghiệp số một số hai của liêu tây sao có thể để ngần ấy người tới đây như vậy được mà với thực lực ấy chỉ khiến người ta hơi dùng mình chút thôi. Hay các người xem thường tôi nên mới nghĩ rằng chỉ cần mười mấy thằng là có thể đánh được tôi rồi. Mặc dù Diệp vô phong đang chế nhạo bọn họ nhưng anh biết còn rất nhiều người đang đứng bên ngoài khách sạn Norton, thậm chí còn có nhiều cao thủ là đằng khác. Anh nói vậy nhằm muốn dẫn những tên tay to mặt lớn ấy ra ngoài. Đánh những tên côn đồ nhãi nhép này chẳng vui gì hết. Nhưng anh cũng biết, những tên ấy chỉ có vai trò làm bia đỡ đạn, còn những người thật sự muốn ra tay với anh, cảm thấy có thể đánh bại được anh chắc hẳn là mấy tên tay to kia. Lúc này Đại Ca Tần đi tới, ông ta lạnh lùng quan sát Diệp Vô Phong, cậu biết chúng tôi là ai sao? Chương 513, gọi người mạnh nhất đến đây. Tối hôm qua tôi có đánh một người tên Chu đại thiếu, tôi đoán các ông là người của bên phe cậu ta chứ gì, doanh nghiệp Chu Tinh, thế đây là định trả thù đấy à? Diệp Vô Phong nhìn ông chủ Tần mỉm cười nói, ông chủ tần sắc mặt trở nên u ám, đúng vậy, cậu đem chu thiếu ra đánh đến nổi phải nằm viện, có nghĩ tới hôm nay sẽ bị chúng tôi đánh đến chết không? Chỉ là không ngờ hóa ra cậu lại thật sự ngu ngốc, lại còn dám đợi ở liêu tây này. Nếu như tối qua cậu cố gắng chạy trốn cả đêm, thì chắc phải một lúc nữa chúng tôi mới bắt được cậu. Diệp vô phong nhún vai, tôi không có thói quen chạy trốn, hơn nữa các ông cũng không đủ tư cách để cho tôi chạy trốn. Sọng điệu lớn quá đấy, Ông chủ Tần lập tức nhìn Diệp Vô Phong vô cùng khó chịu, mà Diệp Vô Phong chỉ nhún vai, căn bản không nghĩ nhiều như vậy, dù sao bây giờ kẻ địch cũng đã ở ngay trước mặt rồi, đối phương nhất định cũng sẽ không buông tha cho anh, cho nên cứ như vậy là được rồi. Chỉ là hiện tại anh không muốn ra tay, sẽ gây nguy hiểm cho Bạch Nhạn Phi và Phong Lệ Na. Ông chủ Tần đem tầm mắt rời đến trên người Phong Lệ Na, "Phong Lệ Na, nói thế nào thì bây giờ cô cũng đã là vợ chưa cưới của Nguyên thiếu gia, thế mà còn dám làm loại chuyện này?" Tôi cảm thấy cô nên cẩn thận một chút thì tốt hơn, để bản thân mang tiếng xấu sẽ không tốt tí nào đâu." Phong Lệ Na sắc mặt tái nhợt, vô cùng sợ hãi dựa vào người Bạch Nhạn Phi. Ông chủ Tần cười lạnh một tiếng, mà lúc này Diệp Vô Phong đi tới, nhìn ông chủ Tần, bất nói nhảm lại đi, nếu ông muốn ra tay thì cứ trực tiếp ra tay đi, nói nhiều như vậy làm gì? Hay biết không thể đánh lại tôi cho nên định chỉ dùng võ miệng mà trốn tránh. Ông chủ Tần lạnh lùng nhìn Diệp Vô Phong, cậu muốn chết sớm thì tôi giúp cậu tỏa nguyện dễ thôi, còn dám động tay động chân với Chu thiếu gia, tôi thấy kiếp trước chắc là cậu đã làm sai chuyện gì nên kiếp này mới có thể xui xẻo đến vậy nhỉ. Diệp vô phong đem bạch nhạn phi và phong lệ na kéo ra phía sau mình, sau đó anh tiến lên một bước. Nhưng ông chủ tần cũng mặc kệ anh làm gì, dậm chân sau một cái rồi dùng nắm đấm hướng về phía Diệp vô phong. Nắm đấm nhanh như gió gào thét phung tới, hơn nữa tốc độ của ông ta cực kỳ nhanh. Diệp vô phong cũng tung ra một cú đấm, hai nắm đấm chạm vào nhau, phát ra âm thanh vô cùng nặng nề. Lúc này vẻ mặt ông chủ tần lộ đầy vẻ hoảng sợ, lui về phía sau mấy bước, trong khi Diệp vô phong lại không bị ảnh hưởng gì, điều này khiến ông ta vô cùng khiếp sợ. Ông chủ tần không ngờ thực lực của Diệp vô phong lại mạnh đến mức có thể đem ông ta ép lui ngược trở lại. Diệp vô phong lúc này mới bật cười, xem ra là cũng luyện được một ít võ thuật ngoại công, nền tảng coi như không tệ, chỉ là năng lực trời phú cho lại có chút không được, thế nên ở tuổi này rồi mà cũng chỉ có chút thực lực như vậy thôi nhỉ. Sắc mặt ông chủ tần trầm xuống, trên mặt lộ ra thêm một chút tức giận, trên thực tế, thực lực của ông ta ở Liêu Tây có thể nói không tệ chút nào, ngoại trừ một số cao thủ tên tuổi nay đã sống ẩn giật ở mảnh đất Liêu Tây này, thì ông ta cũng có thể xem như một người kiệt xuất, nhưng bây giờ với khả năng của ông ta vậy mà ngay cả Diệp vô phong lại cũng không có cách nào giải quyết được điều này làm cho ông ta hết sức kinh hãi tuy nhiên bây giờ những người xung quanh vẫn còn đang quan sát ông chủ tần không có ý định lùi lại tiếp tục tiến lên tấn công diệp vô phong mặc dù một cú đấm vừa rồi diệp vô phong chiếm ưu thế nhưng thực tế trận chiến chỉ vừa mới bắt đầu cuối cùng kết quả thắng bại sẽ như thế nào chưa ai biết được đôi khi một cuộc chiến chính là làm cách nào bắt được sơ hở của đối phương mà thôi ông ta lại một lần nữa tấn công về phía trước từng bước chân vô cùng trầm ổn Bàn về bản lĩnh cũng xem như không tệ, nhưng Diệp Vô Phong lại đưa tay ra đón một cách rất thản nhiên. Nhìn động tác tưởng chừng như tùy ý, nhưng lại không lộ bất kỳ sơ hở nào trong mắt ông chủ Tần. Diệp Vô Phong chẳng qua chỉ đứng nguyên tại chỗ, tuy nhiên ông ta phát hiện ra rằng bất kể mình tấn công ở đâu, thì đối phương lúc nào cũng có thể ở trạng thái hoàn toàn phòng thủ. Đương nhiên loại chuyện này khiến cho ông ta vô cùng hoảng sợ, nhưng hiện tại đã lỡ ra tay rồi. Ông ta cũng chỉ có thể nhắm mắt mà liều mình tiến về phía trước thôi. Hai cú đấm được đánh ra, một phần sức lực dồn nén xuống thắt lưng, lúc sắp chạm vào thân thể của Diệp Vô Phong, một phần sức lực còn lại mới được giải phóng ra ngoài. Chỉ nghe thấy một âm thanh vút đi nhỏ xíu vang lên, nắm đấm của ông chủ Tần dường như nhanh hơn một ít. Bàn tay của Diệp Vô Phong chính xác rơi vào quả đấm bên cạnh của ông chủ Tần, bắt đầu ấn xuống, theo sức lực này, cả người anh bay lộn ngược qua khỏi đầu của ông ta dĩ nhiên cú tấn công vừa rồi của ông chủ tần rơi vào khoảng không đám xã hội đen xung quanh đều náo loạn bọn họ căn bản không nghĩ đến việc diệp vô phong ngay cả những chiêu thức của ông chủ tần cũng có thể tránh thoát được còn ông chủ tần càng không nghĩ rằng diệp vô phong có thể ung dung đỡ những cú đòn ra tay của mình như thế những đòn tấn công của ông ta vô cùng nhanh thêm nữa kèm theo sức lực rất lớn vừa rồi lòng bàn tay của diệp vô phong bắt lấy nắm đấm của ông ta nếu như đổi thành người bình thường chắc chắn đã sớm bị sức lực của ông ta hất văng ra, tê dại cả bàn tay rồi. Thế nhưng Diệp vô phong thì lại không, còn mượn lực đó mà tránh được đòn công kích của ông ta. Ông ta tức giận hét lên, sau một chiêu vô ích, xoay người lại lần nữa, cánh tay cường tráng vẽ một vòng tròn vung về phía cổ Diệp vô phong. Tốc độ nắm đấm rất nhanh, hơn nữa lần vung tay này phạm vi vô cùng lớn, khi ông chủ tần thấy Diệp vô phong không lùi nhanh về phía sau, nhất thời liền biết mình có thể tấn công được Diệp vô phong lúc này trên mặt ông ta lộ ra một ít vẻ đắc ý chỉ cần đánh trúng diệp vô phong ông ta tin rằng diệp vô phong nhất định không có cách nào ngăn cản sự tấn công này chỉ cần một chiêu là có thể giết chết anh lần này nhiệm vụ chính của ông ta là đem diệp vô phong giết chết có vẻ như sẽ hoàn thành trước thời hạn rồi diệp vô phong đưa một tay ra bắt lấy cú đấm vừa đánh tới sau đó nhìn ông chủ tần với vẻ mặt đầy lạnh nhạt nếu ông chẳng qua chỉ có chút năng lực như thế này tôi khuyên ông giờ phút hiện tại nên rời khỏi đây đi là được rồi. Bây giờ tôi phải đi ăn điểm tâm, không muốn lãng phí nhiều thời gian ở đây như vậy. Vẻ mặt ông chủ tần đầy hoảng sợ, nhìn cánh tay của mình đang bị anh nắm chắc trong tay, đã bị khống chế lại, cho dù ông ta có cố gắng dùng sức giúp trở về cũng không được. Ông ta vô cùng kinh hãi, sức lực của cậu sao có thể mạnh như thế được. Chỉ cần một tay đã hoàn toàn áp chế được tôi ư. Ông chủ tần biết rõ khả năng của mình, cũng biết cú đánh vừa rồi dùng bao nhiêu sức mạnh trong đó, dù sao cũng là võ thuật ngoại công, các chiêu thức vừa rồi hoàn toàn rất khắc liệt. Nhưng hiện tại Diệp vô phong lại vô cùng nhanh nhẹn, hơn nữa lại ung dung đỡ những đòn đánh của ông ta vô cùng dễ dàng, điều này chỉ có một cách để giải thích, đó là Diệp vô phong chính là một bậc thầy về võ thuật nội công. Ông ta nghiến răng nghiến lợi, biết nếu Diệp vô phong là một bậc thầy về võ thuật nội công, thì ông ta sẽ không có cách nào có thể giết được Diệp vô phong. Dù sao võ thuật nội công đều là những cao thủ, mà những người dùng võ thuật ngoại công như bọn họ vĩnh viện cũng không thể nào đuổi kịp. Sức mạnh của võ thuật nội công đủ khiến tất cả bọn họ đều phải cúi đầu khuất phục. Cho nên bây giờ ông chủ Tần mới bỏ đi vẻ mặt giữ tợn của mình, trong mắt đã lộ ra vẻ sợ hãi, mà cảm xúc này nhanh chóng bị Diệp Vô Phong bắt được. Anh mỉm cười buông tay ông chủ Tần ra, sau đó nhún vai, thật ra thì doanh nghiệp Chu Tinh các ông cũng không thể keo kiệt như vậy được nếu muốn đối phó với tôi, hãy gọi người mạnh nhất trong doanh nghiệp Chu Tinh đến đây. Nếu như không phải là người mạnh nhất, vậy thì đối với tôi mà nói đều như nhau cả, cứ hành hạ cho đến chết thì thôi. Ông chủ tần nghe vậy thì sắc mặt thay đổi ngay lập tức, nhưng ông ta vẫn im lặng không dám phản bác lại điều gì, ông ta thừa nhận thực lực của Diệp vô phong mạnh hơn so với mình rất nhiều lần. chương 514, Sự thiếu hiểu biết chết người. Sau khi suy nghĩ một lúc, đại ca tần phất tay nói với Diệp vô phong, chuyện này là do chúng tôi đường đột rồi. Cậu yên tâm, người tiếp theo đến chính là người mạnh nhất của doanh nghiệp chu tinh chúng tôi. Diệp vô phong vẫy vẫy tay, được rồi, nếu như không còn việc gì nữa thì các ông có thể đi rồi. Tôi còn muốn đi ăn sáng nữa. Lúc này Phong Lệ Na cảm thấy vô cùng chấn động và sợ hãi, trợn to mắt, căn bản là cô ta không thể ngờ Diệp Vô Phong có thể giải quyết chuyện này nhanh chóng như vậy phải biết rằng hiện tại chỗ này có hơn 100 người bao vây. Không cần đánh nhau đã rút lui luôn rồi sao? Vậy đám người này đến đây làm gì? Chỉ nhìn Diệp Vô Phong một lát thôi à. Cô ta thật sự không hiểu rõ chuyện này, hoàn toàn không biết bọn người đại ca Tần kia đang làm gì. Ngay cả đám giang hồ đứng xung quanh đại ca Tần cũng chết lặng, không biết vì sao đại ca Tần lại chịu khuất phục như này. Phải biết rằng hơn 100 anh em bọn họ đứng đây vẫn còn chưa ra tay. Mặc dù lúc nãy khi nhìn thấy Diệp Vô Phong giao đấu cùng với Đại Ca Tần, thân thủ kia của anh nhìn qua đúng là ngoài sức tưởng tượng. Thế nhưng với bọn họ mà nói, bọn họ đã đánh nhau rất nhiều với những con người ngoài sức tưởng tượng như vậy. Nhưng không có người nào chịu đựng được tình cảnh bị nhiều người họ vây quanh thế này. Vậy nên La Húc đứng bên cạnh Đại Ca Tần lập tức thấy vô cùng khó chịu, Đại Ca Tần, ông cứ thả tên đó đi như vậy sao? Nếu chuyện này truyền ra ngoài thì mặt mũi chúng ta biết để đâu? Hơn nữa ở đây, ngay bây giờ chúng ta có hơn 100 người, coi như nó có giỏi thế nào cũng không phải đối thủ của chúng ta. Đại ca Tần nhếch mày, kiến nhìn La Húc, còn La Húc thì cảm thấy rất không phục. Mặc dù ở trong doanh nghiệp Chu Tinh, địa vị của đại ca Tần Tần cao hơn anh ta, nhưng anh ta cũng không phải là tên côn đồ tầm thường. Dưới tay anh ta cũng phải có đến 50, 60 người. Vậy nên lúc anh ta nghe được ý muốn rời khỏi đây của đại ca Tần mới dám đứng ra nói chuyện nếu như chỉ là một tên côn đồ tầm thường sao anh ta lại dám làm ra chuyện này chứ lúc này anh ta thẳng thương bày ra vẻ mặt khó chịu nhìn diệp vô phong tên kia bây giờ tao cho mày một cơ hội quỳ xuống trước mặt chúng tao tự kết liễu mình vậy thì tao có thể tha cho người phụ nữ đang đứng đằng sau mày la húc vô cùng đắc ý người phụ nữ tên phong lệ na kia là bạn gái của mày đúng không nếu như mày không làm theo những gì tao nói bạn gái mày sẽ sống không bằng chết sau khi nghe thấy những lời la húc nói đám côn đồ đứng xung quanh đều hoan hô trên thực tế hành động vừa rồi của đại ca tần đã khiến cho bọn chúng quá thất vọng bọn chúng nghĩ rằng đại ca tần sẽ xử lý tên diệp vô phong kia thế nhưng kết quả lại làm cho chúng quá thất vọng đại ca tần kia vậy mà lại bỏ cuộc giữa chừng đây không phải là kết quả bọn chúng muốn nhìn thấy còn hành động của la húc bây giờ mới là hành động bọn chúng hy vọng có thể nhìn thấy trước mặt nhiều người bọn chúng thế này cho dù là ai thì cũng phải quỳ xuống. Diệp vô phong chỉ mỉm cười, nhờ mắt nhìn những người này. Còn tên La Húc vẫn không cảm nhận được nguy hiểm đang chuẩn bị đến gần. sắc mặt lúc này của đại ca tần vô cùng không tốt. ông ta cứ nghĩ trận này có thể dễ dàng rời đi, đợi tìm được người mạnh hơn đến giúp là được. nhưng mắc không ngờ cái tên La Húc vừa khốn kiếp lại ngu ngốc đến mức này. cậu ta thật sự nghĩ rằng nhiều người như này có thể xử lý được tên Diệp vô hồn kia loại chuyện này ngay cả ông ta cũng chưa từng nghĩ đến. Nếu Diệp vô phong đúng là cao thủ có nội lực cực lớn, vậy thì chuyện kia chẳng cần nói nữa, một lần quét sạch hết 30-40 tên côn đồ tuyệt đối không thành vấn đề. Bây giờ chuyện quan trọng nhất là tên khốn kiếp la húc kia vậy mà dám lấy người phụ nữ đứng đằng sau Diệp vô phong ra để uy hiếp. Nếu như đó thật sự là người phụ nữ của Diệp vô phong, vậy thì quy tắc không động vào vợ con gia đình của người trong giang hồ bị phá vỡ đến lúc đó thứ la húc phải đối mặt chính là cơn giận của diệp vô phong sau khi diệp vô phong nghe anh ta nói xong nụ cười trên mặt anh dần tắt anh nhìn la húc bên trong ánh mắt ẩn chứa sát khí anh có biết người lần trước uy hiếp tôi như vậy đã phải chịu kết quả thế nào không la húc cười nhạo tao không quan tâm tên đó thế nào bây giờ tao đã nói rồi nếu mày không làm theo những gì tao nói vậy đừng trách tao không nương tay với mày đúng bây giờ chính là cơ hội của mày đấy nếu như mày làm theo những gì bọn tao nói, vậy thì bọn ta sẽ tha cho bạn gái của mày. còn nếu mày dám chống lại lời bọn tao, vậy thì đừng trách bọn tao lòng dạ độc ác. tên kia, có phải mày cho rằng mình rất giỏi giang đúng không? trước mặt hơn một trăm anh em bọn tao đây, mày còn không bằng một quả dám. ha ha ha, đừng nên nói như vậy, nó lại sợ đến mức tè ra quần bây giờ. trong chớp mắt, cả đám côn đồ đều thấy rất hưng phấn. sắc mặt đại ca tần thay đổi nhanh chóng nhìn la húc cậu đây là không nghe lời tôi nói ra cái gì đúng không la húc cười nhạo đại ca tần bây giờ tôi vẫn còn gọi ông một tiếng đại ca tần là vì thực lực của ông rất mạnh thế nhưng ông đã già rồi nhỉ cho nên lá gan ngày càng nhỏ vừa mới bắt đầu đấy tay đôi với tên này đã thấy sợ hãi rồi tôi cũng không hiểu sao ông có thể hoàn thành được nữa lúc này đại ca tần cảm thấy vô cùng tức giận thế nhưng ông ta cũng biết bây giờ xảy ra nội chiến ở đây là không cần thiết rất mất mặt vậy nên cuối cùng ông ta chỉ hư một tiếng chắp tay với diệp vô phong những người này sau đây làm ra chuyện gì cũng không liên quan gì đến tôi cả tôi rời khỏi đây trước diệp vô phong chỉ gật đầu la húc vùng thanh đao trong tay mình lên chỉ vào người diệp vô phong tên kia mày chỉ có thể dọa được mấy kẻ hèn nhát thôi nhưng đừng nghĩ có thể dọa được tao đằng sau tao có nhiều anh em như thế chẳng lẽ còn sợ mày à Diệp Vô Phong quay người nhìn Bạch Nhạn Phi và Phong Lệ Na, lát nữa có thể sẽ có chút máu me. Nếu hai người không muốn nhìn thấy thì có thể quay về. Về trước đi, đợi lát nữa tôi giải quyết xong chuyện này sẽ đi tìm hai người. Bạch Nhạn Phi không sợ, cho dù đám con đồ này có ra tay với cô ấy, cuối cùng vẫn sẽ bị cô ấy hạ gục thôi. Cho dù là cô ấy không mạnh bằng Diệp Vô Phong, thế nhưng cô vẫn là bà chủ của công ty bảo an Long Kiếm. Cô không yếu đuối như vậy. Cô vẫn thường xuyên rèn luyện cùng với đám vệ sĩ nhà mình. Công phu trong tay cũng sẽ không kém. Nhưng khi nhìn đến Phong Lệ Na, nên cô vẫn lựa chọn rời khỏi đây trước, chờ sau khi Diệp Vô Phong giải quyết xong chuyện này rồi nói. Bạch Nhạn phi bước đi, La Húc cảm thấy rất khó chịu, ai cho cô rời đi, tôi đã cho phép cô rời đi sao? Lúc này Diệp Vô Phong chỉ lạnh lùng nhìn La Húc, khuôn mặt toàn là sát ý, sau đây chính là cuộc chiến đấu giữa chúng ta không phải anh nói mình có 100 anh em sao, nơi này cũng không rộng lắm, người chúng tôi rời đi là có lộ cho các anh. La Húc nghĩ nghĩ một lát, rất đắc ý, nếu như mày đã muốn chết như vậy thì tao giúp mày. Thật sự cho rằng mình có thể giải quyết được bọn tao sao? Đừng mơ ngủ nữa. Những tên côn đồ xung quanh cũng lên tiếng ủng hộ La Húc, tiếng ồn vang bọn khắp nơi, còn những người đang đứng ở phía xa thấy nghi ngờ. Không biết khách sạn Daos Norton kia đang xảy ra chuyện gì. Còn những người đến khách sạn Daos Norton ăn cơm đều giật mình nhìn Diệp Vô Phong và La Húc. Đương nhiên bọn họ biết danh tiếng của doanh nghiệp Chu Tinh, không biết Diệp Vô Phong kia đã làm gì động đến doanh nghiệp Chu Tinh đây. Nghe nói gì không, đêm qua, ở chính chỗ này, cậu cả nhà họ Chu bị một người bí ẩn đánh cho phải nhập viện. Hình như bây giờ vẫn còn đang rơi vào hôn mê, chương 515, cuộc chiến 100 người. Cái gì, chẳng lẽ người đêm qua đã đem cả chu đại thiếu nhỏ đánh chính là cái người trẻ tuổi kia hay sao hơn nữa anh ta can đảm như vậy sao anh ta không tìm cách nhanh chóng rời khỏi liêu tây này ở liêu tây dám đối đầu với xí nghiệp của chu tinh này thì cũng có rất ít người đó ai biết được ông cũng không phải không biết tính tình của chu đại thiếu sao có thể khi tới nơi này với một vẻ bề ngoài hung ác thế là bị anh ta tình cờ thấy được lập tức tính cách để dạy dỗ một chút thật không ngờ rằng người thanh niên này võ công không hề tầm thường. Quên đi, mặc kệ như thế đi, chúng ta cứ ở ngoài xem diễn là được, chẳng qua là đáng tiếc quá, người thanh niên này cuối cùng cũng sẽ bị xử lý mà thôi. Không còn cách nào khác, xí nghiệp của Chu Tinh ở Liêu Tây bây giờ đang cực kỳ phát triển, nghe nói là bởi vì tiến hành hợp tác với nhà họ Nguyên, chính là để tính toán để hai nhà hợp tác ở Liêu Tây, còn mặt khác sẽ cho xí nghiệp từ từ chiếm đoạt chúng. Diệp Vô Phong đứng ở trên đường cái, La Húc ra hiệu với những người khác, chỉ tay vào Diệp Vô Phong, người này chính là tên khốn đã đánh Chu Đại Thiếu đến mức phải nhập viện, mọi người nói xem chúng ta phải làm sao bây giờ. Giết, giết, cả đường phố đều vang lên một chữ, mà lúc này ở trên đường có một số người đã bắt đầu lấy điện thoại ra, có ý định sẽ báo cảnh sát. Lúc này tại phía sau, một số tên côn đồ nhìn sang bên này, ngay lập tức đem vũ khí của mình chĩa vào họ, một tên côn đồ hô to, tất cả nếu không muốn chết thì cút hết cho tôi, nếu tôi biết được các người báo cảnh sát thì tôi sẽ giết từng người. Những người đi đường xung quanh đều vội vã bước đi, chạy nhanh ra khỏi chỗ này, tuy rằng bọn họ đã có suy nghĩ muốn trợ giúp Diệp Vô Phong, nhưng mà danh tiếng của xí nghiệp Chu Tinh ở Liêu Tây vẫn rất lớn. Tất cả mọi người đều biết được nếu như bị người của xí nghiệp của Chu Tinh để ý thì kết quả sẽ cực kỳ thê thảm. Cách cư xử của những người đi đường khiến cho họ cực kỳ hài lòng còn la húc lại tươi cười nhìn thấy diệp vô phong bây giờ sẽ đến lượt của anh đúng thế đến lượt của anh diệp vô phong gật đầu lạnh lùng nhìn về phía la húc lúc này ông chủ tàn mới vừa ra khỏi khách sạn tìm cho mình một vị trí ngồi xuống đó là một quầy hoành thánh sau khi kêu một chén hoành thánh ông nhếch môi nụ cười nhưng đó là một ánh mắt lạnh lẽo nếu không nghe lời tôi nói vậy thì chờ chết đi ai chẳng biết rằng la húc từ lâu đã muốn thay thế vị trí của tôi anh đã muốn như vậy, bây giờ tôi lập tức cho anh." La Húc nâng vũ khí của mình lên, "Các anh em, giết anh ta cho tôi." Lời còn chưa nói hết, Diệp Vô Phong đã bước đến trước mặt La Húc, mà lúc này anh ta vẫn còn chưa kịp phản ứng lại, tay cầm vũ khí vẫn còn chưa buông. Diệp Vô Phong nắm chặt tay đi đến trước mặt anh ta, một cú đấm được tung ra, vào giữa ngực La Húc. Bụp, tiếng xương gãy trong trẻo truyền đến, cả người La Húc đều bay ngược ra ngoài, đánh ngã một vài tên côn đồ. Lúc này mới ngã nhào trên mặt đất, lúc này tất cả mọi người đều kinh hãi. Nhóm côn đồ không ngờ rằng, La Húc người đã dẫn dắt bọn họ đến đây cứ thế đã bị giải quyết rất nhanh, tất cả những người khác đều gào to nhìn về phía Diệp Vô Phong, nếu như bên Diệp Vô Phong chỉ có một người, bọn họ có nhiều người như vậy trực tiếp xông lên xử lý Diệp Vô Phong. Chuyện của La Húc vừa rồi chỉ là một sự cố ngoài ý muốn. Mặt của La Húc lúc này lộ ra vẻ đau khổ, tuy rằng không có chết Thế nhưng thực tế là anh ta không có cách nào để đứng dậy cả, bởi vì anh phát hiện chỉ cần mình vừa cử động, nội tạng sẽ cực kỳ đau đớn. Diệp vô phong nhìn thấy đám côn đồ rất nhanh đã ủa tới, lạnh lùng lấy chân kéo vũ khí nằm trên mặt đất của La Húc. Một tay cầm dao, anh đối mặt với một tên côn đồ đang sông lên, cây gậy thép trên tay anh đánh vào đầu anh ta một cái, vì thế con dao trên tay anh rung lên, con dao xẹt qua một đường cong, khiến cho đầu của tên côn đồ trực tiếp chặt đứt một tiếng kêu thảm thiết truyền ra chẳng qua là diệp vô phong lại làm như không nghe thấy một đá đem tên côn đồ đá bay đi mà lúc này anh ấy lại cầm cây gậy thép của tên côn đồ lên lúc sau hai tay đều cầm vũ khí anh giống như một người chiến sĩ hướng về phía trước tốc độ của diệp vô phong vô cùng nhanh dường như là cả nhóm côn đồ phía trước đều bị anh lần lượt đánh gục hơn nữa tốc độ bước đi của anh khiến cho bọn họ không thể nào lý giải được những tên côn đồ này vô cùng khiếp sợ không biết vì sao Diệp Vô Phong đều có thể khéo léo tránh được mỗi khi bọn họ tấn công. Mặc dù không gian chung quanh đều là dao và gậy, Diệp Vô Phong vẫn có thể tìm được những vị trí mà bọn họ không thể nào tấn công được, tránh khỏi sự tấn công của bọn họ. Thế nhưng, bọn họ lại không có cách nào tránh được những đợt tấn công của Diệp Vô Phong. Qua một vài phút sau, 20-30 tên côn đồ nằm la liệt trên mặt đất, nhưng mà vẫn còn đến 7 chục tên côn đồ không ngừng tấn công xung quanh Diệp Vô Phong. Đương nhiên là Diệp Vô Phong vẫn không có cảm thấy nguy hiểm gì cả, những tên côn đồ này toàn tấn công cực kỳ rối loạn, một chút xíu lực cũng không có. Tốc độ phía trước cũng kém hơn so với dự đoán, mặc dù những tên côn đồ có số lượng đông, thế nhưng vẫn không có cách nào tấn công đến anh, vẫn như cũ là không có tác dụng. Nếu như những người này nghĩ rằng mình đang chiếm ưu thế với anh thì quả là một chuyện cười. Lại qua vài phút sau, số lượng tên côn đồ nằm trên mặt đất đã lên đến 50 người mà lúc này những tên côn đồ đã nhìn ra được, dường như là Diệp Vô Phong không có bị thương, mà trong khi số lượng của bọn họ nhiều như vậy, mà đã giảm hơn một nửa. Tuy rằng bị vây quanh như vậy, Diệp Vô Phong vẫn không có bị gì cả, thế nhưng chiến thuật biển người của bọn họ căn bản là không có tác dụng, bọn họ cực kỳ khiếp sợ. Hơn nữa, một số người của bọn họ đã có ý định muốn rút lui. Hiện giờ, tại ngã từ đường đều đã nhuộm rất nhiều máu tươi, tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền đến tai họ, làm cho bọn họ cảm thấy cực kỳ kích động. Con dao diệp vô phong đang cầm trên tay đã có rất nhiều khe hở, mà ở trên gậy thép cũng xuất hiện một ít khe hở ở chỗ gấp khúc. Hình ảnh như vậy cũng đã đủ để cho tất cả những tên côn đồ ở đây kinh hãi, nhất là lúc này trên người Diệp Vô Phong dính rất nhiều máu tươi, ngay cả trên mặt cũng dính một ít. Tất cả những tên côn đồ đều đang vây quanh Diệp Vô Phong nhưng bọn họ lại không dám tiến lên, Diệp Vô Phong một tay cầm vũ khí lạnh lùng nhìn bọn họ, các người còn muốn tính toán để tấn công như thế nào không? Không có thì lập tức cút đi cho tôi. Tất cả những tên côn đồ lập tức nhìn nhau, bọn họ đều nghĩ rằng không nên tiếp tục, nhìn thấy bạn mình nằm trên mặt đất, trong lòng càng cảm thấy sợ hãi. Hơn nữa hiện tại người chỉ huy là La Húc đã ngã xuống, cho nên bọn họ căn bản là không có ai chỉ huy cả. Ngoài ra cũng không có người ủng hộ bọn họ, cho nên trong một chốc bọn họ đều rơi vào trạng thái do dự. Diệp vô phong bước về phía trước từng bước, tên côn đồ phía trước lập tức vứt vũ khí rồi bỏ chạy ra ngoài. Tình huống này đã làm cho những tên côn đồ còn lại đều nhanh chóng bỏ chạy theo. Ở ngã tư đường bây giờ chỉ còn lại một số tên côn đồ bị thương mà không thể đứng dậy bỏ chạy. Diệp vô phong lạnh lùng vứt vũ khí xuống đất, sau đó đi về phía khách sạn no tần, trên người anh dính rất nhiều máu tươi, đương nhiên là muốn về tắm rửa một chút. Audio điện tử võ tấn bền chương 516, đúng là một người đàn ông đều cáng diệp vô phong nhíu mày, trên người anh có mùi máu tanh rất khó chịu. Ông chủ tần ở một phía nhìn chỉ lộ ra biểu cảm lạnh lùng, lấy điện thoại di động gọi cho 115. Dù sao cũng làm chung một công ty, gọi hộ cấp cứu cũng là điều bình thường. Ông chủ tần đi về phía trước, ngay sau đó đến trước mặt La Húc lắc đầu, La Húc, nghe nói anh muốn ngồi lên vị trí của tôi, lúc đầu tôi còn không tin nhưng hiện tại tôi đã tin rồi, chẳng qua anh có ngồi lên được vị trí này, thì có ngồi chắc được không cơ chứ? Ông ta chế nhạo, la húc mở to mắt, toàn thân run rẩy. Ông chủ tần lắc đầu, dùng một chân dẫm lên ngực la húc. La húc há to mồm, muốn kêu thét thảm thiết nhưng trong miệng chỉ có thể hộp ra máu tươi, cuối cùng cơ thể anh ta ngừng run rẩy, đôi mắt mất đi tiêu cự. Ông chủ tần xoay người rời đi sau khi làm xong những chuyện này. Diệp vô phong trở về phòng, đi tắm rửa, sau đó đưa nhóm bạch nhạn phỉ đi ăn sáng. Mặc dù chuyện này làm trễ giờ ăn của bọn họ nhưng cả nhóm coi như cũng đã giải quyết xong bữa sáng. Và lúc này, có một người đàn ông xuất hiện trước bàn ăn của bọn họ. Diệp vô phong cau mày, đến hết lần này tới lần khác, anh là ruồi bỏ hay sao? Bạch nhạn phỉ thấy mặt người này thì sắc mặt đột nhiên xa sầm và cực kỳ tức giận. Nhưng cô đã nhanh chóng đè nén tâm tình của mình xuống. Phong lệ na nhanh chóng đứng lên, sau đó cúi đầu như làm sai chuyện gì đó đông thành nguyên đông thành lạnh lùng nhìn phong lệ na vậy đây là ý của cô sao dù sắp kết hôn với tôi cũng muốn làm chuyện như thế để tôi phải mất mặt trước người ngoài sắc mặt phong lệ na trắng xanh không phải như anh nghĩ đâu đông thành bpn là bạn đại học của tôi anh cũng biết đó còn người bên cạnh là bạn của bạch nhạn phỉ nguyên đông thành chỉ lạnh lùng phong lệ na vậy cô muốn sao Trước kia tôi đã nói với cô không nên dây dưa mối quan hệ chó má kia, vậy mà cô không làm theo lời tôi." Toàn thân Phong Lệ Na run lên, cô không biết phải giải thích chuyện này như thế nào. Cô đã cố gắng hết sức làm mọi chuyện theo lời Nguyên Đông Thành, nhưng mối quan hệ giữa cô với Bạch Nhạn Phỉ rất tốt, tốt như chị em ruột vậy, muốn cô cắt đứt quan hệ với Bạch Nhạn Phỉ là chuyện cô không thể làm được. Nguyên Đông Thành khịt mũi, tốt hơn hết cô đừng có kết bạn với đám vô dụng như vậy. Gia đình họ Nguyên chúng tôi không phải tổ chức từ thiện. Mỗi một lần lũ bạn khốn nạn của cô xuất hiện chẳng phải để moi móc lợi lộc từ nhà họ Nguyên này sao?" Phong Lệ Na cắn chặt môi. Tuy cô biết mình có một số người bạn như vậy, nhưng cuối cùng cô cũng đã cắt đứt liên hệ với những người đó. Hơn nữa Bạch Nhạn Phỉ chưa từng nói ra những lời cần lợi ích từ cô. Nguyên Đông thành lạnh lùng nở nụ cười nhìn bạch nhạn phỉ nếu tôi nhớ không nhầm thì bạch nhạn phỉ chính là người luôn miệng phản đối chúng ta kết hôn thời đại học đúng không thời đại học luôn thích xen vào chuyện của người khác giờ cũng chẳng khác gì bạch nhạn phỉ cực kỳ khó chịu nhìn lại nguyên đông thành cô định phản bác lại nhưng những lời kế tiếp của nguyên đông thành lại khiến bạch nhạn phỉ bùng nổ như núi lửa phun trào đây là chuyện nhỏ mà thôi tôi hỏi cô tại sao cậu chu muốn cô đi dự tiệc xã giao cô lại từ chối nguyên đông thành không vui hỏi Mặt phong lệ na cắt không còn giọt máu, tranh thủ thời gian giải thích, đông thành, tiệc xã giao mà bọn họ nói đến không phải buổi tiệc mà anh nghĩ, thậm chí bọn họ cũng muốn phỉ phỉ đi theo. Nguyên đông thành xua tay, tôi không cần biết bữa tiệc đó là tiệc kiểu gì, nếu như cậu Chu đã mời cô, cô nên đồng ý vì phép lịch sự chứ, dù sao doanh nghiệp Chu Tinh hiện giờ đang có mối quan hệ hợp tác với nhà họ Nguyên, có mỗi việc như thế mà cô không cho bọn họ chút mặt mũi nào có phải hơi quá đáng không? Toàn thân Phong Lệ Na run rẩy nhiều hơn, cô không biết giải thích như thế nào. Cô biết rõ lòng dạ đen tối của tên cậu cả nhà họ Chu kia, tên khốn đó hoàn toàn không phải người tốt, nhưng thái độ mà Nguyên Đông Thành đối với cô ngay bây giờ khiến cô hoàn toàn không muốn giải thích. Cô lo lắng Nguyên Đông Thành hiểu lầm, nhưng cô biết hiện giờ có giải thích cũng không giải thích được. Vì vậy cô lựa chọn biện pháp im lặng. Nguyên Đông Thành đi tới trước mặt Phong Lệ Na, "Vậy cô không có ý định trả lời tôi sao?" "Đúng rồi," Có Bạch Nhạn Phỉ đứng ở đây, lá gan của cô càng ngày càng lớn. Nói xong anh ta giơ tay tát lên mặt Phong Lệ Na. Bốp. Chuyện này không hề có dấu hiệu báo trước, hoàn toàn là động tác xuất hiện bất ngờ, Bạch Nhạn Phỉ không tin nổi, Diệp Vô Phong cũng không nghĩ đến. Phong Lệ Na ôm mặt mình, hơi sợ hãi nhìn Nguyên Đông Thành. Anh điên rồi sao? Bạch Nhạn Phỉ tức giận, nhanh chóng ôm lấy Phong Lệ Na lùi lại phía sau. Nguyên Đông Thành giễu cợt, tôi dạy vợ của mình người ngoài như cô có tư cách gì can thiệp vào bạch nhạn phì tức giận nhìn nguyên đông thành anh cũng biết cô ấy là vợ anh sao đó là cách anh đối xử với vợ mình như thế nguyên đông thành còn tự hào nói đây là vợ tôi tôi đối xử như nào mà chẳng được dù có đánh chết cô ta người ta cũng chỉ nghĩ tôi lỡ tay mà thôi chẳng có ai nghĩ hành động đó của tôi là sai cho nên tôi mới chỉ tắt cô ta một cái mà thôi có vấn đề gì à Bạch Nhạn Phỉ đã biết Nguyên Đông Thành là người như thế nào từ lâu, vì vậy cô không hề thấy bị sốc khi nghe thất Nguyên Đông Thành nói như vậy. Thậm chí còn nghĩ đó là điều bình thường. Nguyên Đông Thành nhìn Phong Lệ Na, hiện giờ cho cô lựa chọn, một là cùng tôi về nhà ngay bây giờ, hai ngày nữa hôn lễ của chúng ta cử hành bình thường, hai là cô ở lại, hai hôm nữa không cần phải tới. Sắc mặt Phong Lệ Na thay đổi, cô giấy dụa khỏi vòng tay Bạch Nhạn Phỉ, sau đó đi đến trước mặt Nguyên Đông Thành, rồi nhìn bạch nhạn phỉ với ánh mắt có lỗi tuy cô rất muốn ở lại nhưng hôn lễ mới là chuyện quan trọng nhất trở thành vợ của nguyên đông thành càng quan trọng hơn bạch nhạn phỉ muốn nói lại thôi chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nếu không phải mọi mặt phong lệ na đều rất tốt trừ điểm này ra cô cũng không cần chạy tới đây làm chuyện vô ích này nguyên đông thành nở nụ cười chiến thắng coi như cô còn biết suy nghĩ biết tôi đối xử tốt với cô được rồi đi thôi Tạm biệt đám bạn bè chó má của cô đi." Phong Lệ Na nhìn Bạch Nhạn Phỉ với Diệp Vô Phong với ánh mắt phức tạp, cuối cùng chỉ đành vẫy tay chào. Nguyên Đông thành khịt mũi, xoay người rời đi. Thế nhưng ngay khoảnh khắc này, Diệp Vô Phong lại lên tiếng, "Ai cho anh rời đi? Đã làm phiền tâm trạng ăn sáng của tôi như thế mà muốn rời đi sao?" Nguyên Đông thành cười khinh khỉnh, "Sao, anh muốn làm gì?" Diệp Vô Phong nhét miếng há cảo cuối cùng vào miệng, đứng lên chỉ mặt đất vẫn còn loang lổ bên ngoài. Anh biết chỗ kia vừa xảy ra chuyện gì sao? Nguyên Đông Thành nhướng mày, vậy anh muốn động tay động chân với tôi sao? Phong Lệ Na cũng rất lo lắng, đi lên trước một bước, đứng bên trái Nguyên Đông Thành, như để ngăn chặn Diệp Vô Phong khi Diệp Vô Phong định ra tay. Chương 517, đồng đội đến rồi. Động tác nhỏ này khiến cho Diệp Vô Phong không biết phải làm sao. Anh nói với Nguyên Đông Thành, thật ra mày đến đây một mình còn có thể hống hách như vậy, mày cho rằng mày là người nhà họ Nguyên nên tao không dám đắc tội với nhà họ Nguyên hay sao?" Nguyên Đông thành rõ ràng cũng nhận thức được điều này, tao hống hách cũng là điều bình thường, mày cũng biết ở Liêu Tây sức mạnh của nhà họ Nguyên đủ để khiến cho bất cứ kẻ nào phải chết ở đây. Mày cũng biết điều này mà, nếu không thì mày cũng sẽ không chỉ đứng đây mạnh miệng mà đã trực tiếp ra tay rồi. Còn chưa nói xong, anh đã vung nắm đấm lên mặt của anh. Bịch. A, à, lúc này Tiếng kêu của Nguyên Đông Thành vang ra khắp cả phòng khách lớn, các vị khách xung quanh đang ăn cơm đều cảm thấy rất hoảng sợ. Những động tác tới tấp lúc nãy của anh đã đánh anh ta thành ra bộ dạng làm cho bọn họ sợ rồi, bây giờ lại đánh tiếp, anh có vẻ đã mất trí rồi. Tất cả mọi người chỉ đứng đó nhìn Nguyên Đông Thành bị đánh, họ không dám lên tiếng. Khách sạn trong chốc lát bỗng nhiên thật yên lặng. Vẻ mặt Phong Lệ Na lúc này chỉ có kinh hãi, cô ta che miệng mình lại. Hoàn toàn không biết rằng vì sao Diệp Vô Phong lại có can đảm đến như vậy, đắc tội với doanh nghiệp Chu Tinh đã rất nguy hiểm rồi, bây giờ lại đắc tội với người nhà họ Nguyên, thật đúng là tự chui đầu vào giò. Phong Lệ Na chạy lên phía trước bảo vệ Nguyên Đông Thành, lắc đầu với Diệp Vô Phong và yêu cầu anh về sau không làm ra chuyện này nữa. Diệp Vô Phong thản nhiên nói, bình thường tôi không nhận ra được người đang giả bộ trước mặt tôi, ngay cả một người hộ vệ anh cũng không dẫn theo vậy mà lại dám hung hăng trước mặt tôi. Cậu chủ Chu người ta ít nhiều gì cũng dẫn theo mười mấy hộ vệ, mười mấy người này mặc dù không có tác dụng gì nhiều nhưng ít ra cũng chứng minh anh ta sợ mình bị đánh. Diệp Vô Phong thở dài lắc đầu, anh đã quá thất vọng về Nguyên Đông Thành rồi, người ta ít nhất cũng biết tự lượng sức mình, biết rằng hành động của bản thân có thể sẽ bị đánh, may thì một chút cũng không có. Lúc này, sau khi Nguyên Đông Thành tỉnh lại, anh ta vừa kêu to vừa đứng dậy khỏi mặt đất, chỉ vào Diệp Vô Phong nhưng nói thế nào cũng không thành lời nữa hành động của diệp vô phong quả thực là đã nằm ngoài dự đoán của hắn ở liêu tây ai nghe thấy danh nhà họ nguyên thì đều sẽ bị chấn động chứ đừng nói là ra tay với nhà họ nguyên ngay cả những việc thiếu tôn trọng cũng sẽ không xảy ra mày là người liêu tây đúng không nguyên đông thành dùng chút sức lực cuối cùng của mình nói ra câu này diệp vô phong cười ha ha một tiếng đúng vậy tao không phải là người liêu tây nhưng mà có liên quan gì chứ cho dù tao có là người liêu tây muốn đánh mày thì đánh thôi đánh thì cũng đánh rồi, kiểu tự cao tự đại này quả thực là khiến cho mọi người phải xôn xao lên. Đây đã không còn là hướng đến Nguyên Đông Thành nữa rồi mà là hướng đến cả nhà họ Nguyên. Điều này đang thách thức vị thế của cả nhà họ Nguyên ở Liêu Tây. Tất cả mọi người đều cảm thấy Diệp Vô Phong thực sự là quá gan dạ, cũng không muốn sống nữa rồi. Nguyên Đông Thành cắn răng, mày xong đời rồi, tao nhất định sẽ không tha cho mày đâu, mày đợi chết đi. Diệp Vô Phong nhún nhún vai nói, mày nói xong chưa, nếu như nói xong rồi thì tao tiếp tục, hiện tại mày nhìn xem mày vẫn còn ổn, thương tích một chút cũng chưa có, điều này không thể được, dù thế nào cũng muốn mày vào bệnh viện nằm vài tháng giống như cậu chủ chu mới được. Mặt Nguyên Đông Thành biến sắc, nhanh chóng chạy ra bên ngoài. Phong Lệ Na thì ở bên cạnh Nguyên Đông Thành, liên tục ngoảnh đầu lại nhìn Bạch Nhạn Phi và Diệp Vô Phong, ánh mắt cô ấy đầy vẻ ái náy. Tuy cô muốn ở lại, nhưng Nguyên Đông Thành sẽ không đồng ý, cô hiện tại còn là vợ chưa cưới của anh, không thể nào không giữ thể diện cho anh ấy được. Diệp Vô Phong mỉm cười với Bạch Nhạn Phi, "Thực sự xin lỗi, thêm phiền phức cho cô rồi." Bạch Nhạn Phi đảo mắt qua, "Những lời này có lẽ là tôi phải nói mới đúng chứ." Diệp Vô Phong lắc đầu, "Ý của tôi là tôi đã động đến cả nhà họ Nguyên và doanh nghiệp Chu Tinh, mà lúc đó cô lại ở cùng tôi nên bọn họ nghĩ rằng tôi và cô là cùng một nhóm, tuy nhiên thì đến Liêu Tây lần này, mục đích của tôi và cô đều không giống nhau." Bạch Nhạn Phi không bị sao cả, dáng vẻ của Đông Nguyên Thành đó, cho dù là anh không ra tay thì tôi cũng sẽ ra tay, tôi rất tức giận đó. Diệp Vô Phong mỉm cười, vậy thì xem ra việc tôi làm là đúng rồi. Bạch Nhạn Phi gật đầu, chỉ có điều là không có cách nào giải quyết được vấn đề mà tôi gặp phải, hơn nữa đến lúc trở về Na Na có thể lại phải chịu khổ nữa. Nguyên Đông Thành sẽ đem mọi sự tức giận của mình chút giận lên cơ thể của Phong Lệ Na. Diệp vô Phong khuyên nhủ, việc này tôi không có cách nào quản được, những việc mà cô có thể làm thì đều đã làm rồi, còn lại là tự bản thân Phong Lệ Na phải gánh vác, nếu như cô ấy không biết vấn đề nằm ở đâu thì cho dù cô có làm bao nhiêu việc đi chăng nữa cũng chẳng có ý nghĩa gì. Ngay cả bản thân Phong Lệ Na cảm thấy ở bên cạnh Nguyên Đông Thành không có vấn đề gì, thì chúng ta những người ngoài cuộc có tư cách gì mà nói mối quan hệ này có vấn đề chứ? Bạch Nhạn Phi biết rằng Diệp Vô Phong nói đúng, nhưng bây giờ cô không thể nào không quản được, cô thật sự không muốn nhìn thấy bạn của mình rơi vào vũng bùn lầy này tự hủy hoại đi cuộc sống sau này của mình. Diệp Vô Phong nhìn điện thoại một chút, mỉm cười, tập thể công ty Hoa Cường đã đến, xem ra tôi phải đi tìm một nơi để cho họ nghỉ chân rồi, còn phải làm việc nữa. Bạch Nhạn Phi nói, nếu như anh có việc phải làm thì đi đi, tôi ở đây một lát. Diệp Vô Phong gật đầu, vậy thì cẩn thận một chút, người của doanh nghiệp Chu Tinh sẽ không dễ dàng bỏ qua cho chúng ta như vậy, chúng ta đánh những người phía dưới, có lẽ kẻ đứng đầu cũng sắp lộ diện rồi quy luật này là do anh trải qua biết bao nhiêu chuyện mà rút ra được. Sau khi cậu chủ Chu bị đánh phải nhập viện, bố hắn ta đứng ra đòi lại lẽ phải cho con trai mình. Cho nên hiển nhiên, vấn đề tiếp theo mà Diệp Vô Phong và Bạch Nhạn Phi phải đối mặt chính là sự trả thù của doanh nghiệp Chu Tinh. Ban đầu, tôi dự định sẽ trực tiếp ra tay với nhà họ Nguyên, tuy nhiên nếu đã buộc phải chống lại doanh nghiệp Chu Tinh thì đầu tiên vẫn nên là đối phó với doanh nghiệp Chu Tinh. Diệp Vô Phong cảm thấy nếu bây giờ doanh nghiệp Chu Tinh không bị xử lý công ty Hoa Cường sẽ có chút áp lực nếu cùng lúc đối đầu với cả hai thế lực. Mà việc mà anh ghét nhất chính là tạo áp lực cho đàn em của mình. Những việc mà bản thân mình có thể giải quyết thì tuyệt đối sẽ không phiền đến chúng. Đến sân bay, Diệp Vô Phong đón 13 người từ công ty Hoa Cường là đội tiên phong lần này. 13 người này đều là những người nổi bật trong công ty Hoa Cường, ai cũng có năng lực nổi bật so với đồng nghiệp của mình. Sau khi họ đến khách sạn Sơn Diệp Vô Phong tìm mọi người để họp bàn, hôm nay và ngày mai trong hai ngày này, đầu tiên các cậu sẽ được làm quen với môi trường ở Liêu Tây. Kể từ ngày kia, mọi người sẽ bắt đầu vào công việc. Tôi tin vào năng lực của mọi người, cũng tin tưởng rằng các cậu có thể nhanh chóng khiến cho công ty Hoa Cường mở thị trường ở Liêu Tây. Tất cả mọi người đều gật đầu, người dẫn đầu đoàn Hoa Vũ mỉm cười, anh Diệp, chúng em đều biết, chúng em còn nghĩ rằng sẽ bắt đầu công việc luôn từ tối nay. Diệp vô phong tươi cười, cái này thì không cần thiết, dù sao thì các cậu cũng đều cần phải nghỉ ngơi, tôi cũng không phải là một ông chủ không có lương tâm, dù sao thì vẫn muốn nhân viên của mình được nghỉ ngơi thật tốt. chương 518, cái xưa cũ đó quay trở lại rồi. Hoa Vũ rất cảm động. Diệp vô phong chống cằm nói, có điều năng lực của các cậu quá xuất sắc, tôi tin rằng cho các cậu thời gian một tuần có thể sẽ dẫn dắt được công ty Hoa Cường ở phía Liêu Tây. Một tuần, vẻ mặt cảm động của Hoa Vũ ngay lập tức trở nên nghiêm túc, họ từ trước đến giờ không hề nghĩ Diệp Vô Phong lại cho họ thời gian chỉ một tuần. Thời gian một tuần, họ còn chưa làm rõ được các quy tắc thị trường ở Liêu Ninh, làm thế nào để thâm nhập vào Liêu Tây Ninh vẫn đang trong quá trình thảo luận. Diệp Vô Phong vỗ vai hoa vũ, tôi tin các cậu có năng lực, có điều cũng đừng miễn cưỡng bản thân quá, nếu không khả thi thì hãy bỏ đi, tôi cũng không nhất định cần thời gian một tuần đó đâu. Hoa vũ thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ tôi đã đánh giá thấp năng lực của các cậu rồi nhỉ có lẽ thời gian ba ngày các cậu có thể làm cho công ty Hoa Cường có thể bám dễ ở Liêu Tây này nhỉ? Diệp Vô Phong nói xong liền cười thật lớn rồi rời đi. Mà mấy người Hoa Vũ bọn họ vốn dĩ không dám nghỉ ngơi, họ không nghĩ rằng Diệp Vô Phong nói đùa, thời gian một tuần, nhất định một tuần. Vì vậy ngay đêm đó, bọn họ đều bắt đầu làm thêm giờ. Khi Diệp Vô Phong quay lại xem bọn họ, anh ấy rất hài lòng với cách cư xử của Hoa Vũ đối với những người khác, xứng đáng là một đội ưu tú, nói rằng cho họ một ngày để thích ứng. Kết quả ngay đêm hôm đó đã bắt đầu công việc rồi, tôi cảm thấy rất yên tâm. Tâm trạng của Hoa Vũ lúc này như muốn khóc, anh ta chưa bao giờ nghĩ rằng nhiệm vụ của mình lại gian nan đến như vậy. Trong thời gian một tuần ai có thể biết được liệu anh ta có thể hiểu được quy luật của thị trường Liêu Tây hay không? Mà phải biết hiện tại chỗ nào muốn gia nhập vào thị trường Liêu Tây vẫn chưa biết được. Những dự án bất động sản và cơ sở hạ tầng đều nằm trong tay nhà họ Nguyên, ước tính hai mảnh ghép này bây giờ không thể động vào. Nhà phân tích thị trường san san cao mày nhìn hơn chục bộ tài liệu trước mặt. Hai thành viên của nhóm điều hành, Văn Đạt, Văn Khê nhìn có chút bất lực, nói hiện tại bất động sản và cơ sở hạ tầng là sự thâm nhập tốt nhất, mà chúng ta còn có được sự thuận lợi của phía chính phủ, có điều hiện tại để tiến vào được đến Liêu Tây phải đối mặt với nhà họ Nguyên, vì vậy chúng ta chỉ có thể bắt tay vào những dự án khác. Vì vậy chúng ta có thể bắt đầu với thực phẩm, trang phục, nhà ở, phương tiện đi lại, điều này sẽ khả thi hơn. San San biết rằng hiện tại những thứ họ có thể đầu tư là không nhiều. Diệp Vô Phong ở một bên nghe cuộc thảo luận của họ, vừa chống cằm, anh rất thích những con người này, đó là khi anh ở đó, thì trạng thái làm việc của họ vẫn luôn tập trung, thậm chí còn quên mất sự tồn tại của vị chủ tịch này. Có điều như vậy lại tốt, những tài năng như vậy có thể nhanh chóng giải quyết mọi chuyện khi họ gặp vấn đề. Chỉ có điều là hiện tại bản thân muốn giúp họ nhanh chóng vượt qua thời gian khó khăn, anh ta đứng dậy rồi nói, "Không cần lo lắng nhiều như vậy, các cậu cảm thấy bắt tay từ chỗ nào là nhanh nhất thì hãy bắt tay vào từ chỗ đó, hoàn toàn không cần lo lắng về nhà họ Nguyên, doanh nghiệp Chu Tinh thế nào." Hoa Vũ hơi ngạc nhiên nhìn sang Diệp Vô Phong rồi nói, "Cậu Diệp, nếu cậu đã cam đoan đến như vậy, vậy thì chúng ta thực sự có thể làm nổi rồi." Diệp Vô Phong nhìn Hoa Vũ với một ánh mắt khẳng định rồi nói, "Yên tâm đi." cho dù các cậu không đấu lại được với nhà họ Nguyên, thì tôi cũng đã cùng với nhà họ Nguyên đối mặt rồi, không chỉ vẻn vẹn mỗi nhà họ Nguyên, mà còn doanh nghiệp Chu Tinh tôi cũng đã từng đối đầu rồi. Mọi người đều sững sờ nhìn sang Diệp Vô Phong, có chút khó hiểu nhìn hắn. Hoa Vũ nhất thời không biết Diệp Vô Phong có ý gì. Diệp Vô Phong cười rồi nói, hôm qua tôi vừa đến chỗ con trai của doanh nghiệp Chu Tinh đưa cho cậu Lăng rồi, bây giờ cậu ấy vẫn ở trong bệnh viện, sau đó sáng nay tôi đã cho Nguyên Đông Thành một cú đấm, nó được coi như là xúc phạm nhà họ Nguyên không? Ngoặc kép, sau khi Hoa Vũ nghe xong thực sự muốn cho Diệp vô phong một ngón tay cái, anh thật sự là chủ tịch của chúng tôi, để trở thành chủ tịch của mọi người phải như vậy chứ? Cái sự đặc biệt này mới quay lại được hai ngày, thời gian hai ngày, anh đã đắc tội với nhà họ Nguyên, dòng họ lớn nhất phía Tây Liêu rồi. Đây là một số người có thể hiểu được sự tình phải không? một ngày đã đắc tội với một thế lực đây là kế hoạch xúc phạm gia đình nhà nhà họ nguyên trong một tuần phải không hoa vũ thật sự muốn khóc không ra nước mắt chỉ hy vọng khi họ được công chúng biết đến người nhà họ nguyên sẽ không điều tra ra mối quan hệ giữa họ và diệp vô phong nếu không thì tuyệt đối không sống nổi nhà họ nguyên bản thân đã là ông chủ của liêu tây muốn gây khó dễ cho một công ty mới là điều vô cùng đơn giản diệp vô phong vỗ vai hoa vũ rồi nói vậy thì không cần lo lắng các cậu cứ việc đối đầu, có chuyện gì tôi sẽ gánh vác hết. Hoa vũ thở dài một hơi, anh ấy cũng không còn cách nào nữa rồi, bây giờ không muốn đối đầu cũng không được nữa. Vậy được rồi, ít nhất chúng ta vẫn còn một tin tức tốt, vậy là chúng ta có thể thâm nhập vào khu vực bất động sản mà không bị bất cứ sự dò xét nào. San san, bây giờ cậu đi điều tra một chút dạo gần đây có đề nghị mở nào không, các cuộc đấu giá cũng được, hay các tổ chức từ thiện đều được, miễn là có đất. Hoa Vũ lại quay lại trạng thái làm việc. Diệp Vô Phong chứng kiến đội này làm việc chăm chỉ mà anh ấy còn mẫu mực rời xa phòng của mình để cho họ làm việc. Đây là phòng Tổng thống, Diệp Vô Phong lần đầu thuê cả ba phòng cùng lúc chỉ để cho nhân viên của mình được nghỉ ngơi một cách tốt nhất. Cuối cùng nghỉ ngơi tốt rồi mới có thể chiến đấu tốt hơn vào hôm sau. Khi bước đến quầy lễ tân ở khách sạn Snowton, anh mỉm cười với cô phục vụ tóc vàng xinh đẹp ở quầy lễ tân rồi nói. Làm phiền cô gửi đến phòng trăm linh một một ít đồ ăn, chỉ cần làm giống những món tối qua là được rồi. Lễ Tân nhanh tay ghi vào sổ. Sau đó Diệp Vô Phong nói về phòng Tổng thống. Ở đây phòng Tổng thống là một vạn tám một ngày, không những Diệp Vô Phong thuê nó trong vòng một tháng lận. Đây là một nhà giàu. Diệp Vô Phong sau khi nói xong, liền nhìn thấy một người đàn ông mặc vest đến gần, hờ hững hỏi cậu có phải Diệp Vô Phong không? Ngoặc kép. Diệp vô phong có chút tò mò về người đàn ông trung niên này, chỉ thấy hai người đang sau đi theo người đàn ông trung niên, và Diệp vô phong nhìn người đàn ông trung niên đó có chút quen thuộc. Rất nhanh anh ta đã nhớ ra, không phải là người hai ngày trước đã đánh Chu Đại Thiếu sao? Người đàn ông trung niên này trông có chút giống Chu Đại Thiếu, đây chắc là một trong số những trưởng lão. Diệp vô phong gật đầu nói, là tôi, có chuyện gì vậy? Tôi Chu Tinh, là chủ tịch của doanh nghiệp Chu Tinh, cũng chính là bố của người cậu đã đánh tuần đó, con trai của tôi tuy là không chịu thua kém, nhưng cũng không có nghĩa là bị đối xử như thế phải không? Chu Tinh liếc xéo Diệp Vô Phong. Diệp Vô Phong xua tay rồi nói, Chu Tinh phải không? Có lẽ là ông đã hiểu lầm rồi, nếu không phải chính anh ta muốn làm thì sự việc đâu có gì để nói, cậu ta cũng không bị thương như vậy. Ngoặc kép, vẻ mặt Chu Tinh hơi trầm xuống một chút rồi nói, vậy có thể nói con trai tôi phải bị như vậy thực ra nếu như cậu ta làm lớn ra một chút nữa, tôi sẽ không chỉ đánh con trai của ông Thành ra như vậy đâu, tôi sẽ đánh cả ông Thành như vậy, suy cho cùng con trai không được dạy dỗ không phải là lỗi của ông trời, ông nói có đúng không? Ngoặc kép, lời nói của Diệp Vô Phong nói ra khiến cho hai người phía sau không đứng yên được mặt lạnh tanh bước lên phía trước. Chu Tinh giơ tay ra, điều này đã làm hai người phía sau sững lại. Chương 519, cái ôm thân thương từ cô gái lạ. Diệp Vô Phong thấy điều này vô cùng nực cười, anh đương nhiên không bao giờ tin rằng Chu Tinh sẽ hiền hòa như vậy, chẳng qua là chưa hiểu rõ được mục đích cuối cùng của mình nên mới dừng tay lại. Anh này quả là có cái miệng lưỡi sắc nhọn, thật sự khi tới Liêu Tây ta chưa từng gặp ai hung dữ như anh thanh niên này, cho dù là Nguyên Đông Thành khi gặp tôi cũng phải gọi tôi là chú. Chu Tinh nói một cách thản nhiên. Đừng nói nhảm nữa, chẳng nhẽ ông đến tìm tôi chỉ để nói những lời nhảm nhí này sao? Diệp Vô Phong nhìn Chu Tinh bằng ánh mắt lạnh lùng. Tên danh con kia, đừng có mà hống hách như vậy. Ở đây là Liêu Tây, Tổng Giám Đốc Chu muốn anh phải chết, hôm nay anh không thể ra khỏi khách sạn Sơn Tần. Người đàn ông trung niên tóc dài đứng ở phía bên trái vẻ cực kỳ tức giận quát mắng anh ta. Còn người đàn ông cắt đầu đinh thân hình cường tráng đứng ở bên kia lại không hề nói một lời nào, nhưng trong ánh mắt anh ta toàn là sát khí. Anh ta là một gã ít nói những lời cay độc trong lòng Diệp Vô Phong cảm thấy rất buồn cười cảm thấy ba tên này giống như đang diễn kịch. Anh đã kích động Chu Tinh như vậy nhưng ông ta vẫn không hề có ý định động tay động chân hiển nhiên ông ta cũng là một người vô cùng thận trọng. Trước khi chưa tìm ra được sức mạnh của bản thân thì Chu Tinh cũng chưa muốn ra tay. Diệp Vô Phong cười và nói, đúng vậy, người mà ông nói đến là Nguyên Đông Thành, hôm qua vừa bị tôi đánh cho một trận vậy nên anh ta gọi ông là chú thì cũng là điều bình thường thôi. Như tầm như mã tầm mã, con trai ông và nguyên đông thành đều bị tôi đánh bại hắn ta gọi ông là chú cũng là hợp lý rồi sau khi nghe lời nói đó chu tinh nhíu mày sau đó lắc đầu đúng là một thanh niên đầy khí chất nhưng mà diệp vô phong à tôi vẫn muốn khuyên cậu một câu ở liêu tây làm người phải biết yên phận dù cậu có mạnh như nào đi chăng nữa cũng không được động đến tôi chu tinh nói xong rồi rời đi nhưng vẫn không có ý định ra tay người đàn ông tóc dài nhìn chu tinh bằng ánh mắt đầy nghi ngờ đợi đến khi vào xe hắn ta mới hỏi tổng giám đốc chu sao anh không giết tên danh con kia đi dù sao đó cũng chỉ là một việc rất đơn giản không diệp tổng giám đốc chu không làm điều này ắt hẳn phải có nguyên nhân anh chỉ cần thực hiện tốt mệnh lệnh của tổng giám đốc chu là tốt rồi người đàn ông cắt đầu đinh có thân hình cường tráng kia ngay lập tức trách mắng tổng giám đốc chu xua tay cậu ta phải dựa vào nguyên đông thành cho dù là như vậy ta cũng không cần phải ra tay trước đợi đến khi bên nhà họ nguyên ra tay là được rồi hiện tại có người giúp mình, điều tốt như vậy tại sao mình lại không để họ làm. Hồng Diệp lúc này mới ngộ ra nhìn người đàn ông cường tráng kia, anh Cao Hà hiểu cái gì, tôi không hiểu mới hỏi. Vì tôi không hiểu nên mới hỏi cho rõ như vậy cũng gọi là sai sao. Cao Hà lại muốn mắng Hồng Diệp nhưng ngay lúc đó Chu Tinh lại lắc đầu, không cần nói nhiều như vậy đâu, thực ra Hồng Diệp nói cũng không hề sai chúng ta hãy cứ chờ xem. Nếu như nhà họ Nguyên không thèm ra mặt thì công ty Chu Tình của chúng ta cũng chẳng cần ra mặt họ chẳng cần thể diện nữa chẳng lẽ chúng ta lại ngăn cấm họ. Sau khi nói gương mặt Chu Tinh lộ rõ một nụ cười nham hiểm. Nhưng ngay lập tức ông ta nhíu mày lại, Diệp vô phong ư. Ta nhớ ra rồi, Hồng Diệp sau khi trở về hãy kiểm tra cho tôi xem Diệp vô phong người đã đánh bại Âu Dương Lôi có phải là tên danh mà chúng ta vừa gặp không? Hồng Diệp không hiểu nhìn sang Chu Tinh, Tổng Giám Đốc chú ý ông là công ty Hoa Cường muốn gia nhập Liêu Tây sao? Không thể nào, bọn họ mới hạ bệ liêu đông hoàn toàn chưa có thời gian để tiếp nhận những sản nghiệp ở đây trong thời điểm này lại tiếp tục mở rộng sẽ phát sinh rất nhiều tổn hại coi như anh ấy không phải là người thương nhân trong ngành nhưng đạo lý đơn giản này vẫn phải hiểu ai cũng biết một số mô hình kinh doanh được mở rộng một cách nhanh chóng bây giờ đã trở thành lỗi thời hiện tại đang chịu những tổn thất lớn do đó hồng diệp cảm thấy diệp vô phong không nên vội vã đến liêu tây mới đúng chu tinh lại lắc đầu cho dù là như thế nào phải điều tra rõ ràng đã, Diệp Vô Phong rốt cuộc là ai? Điều này phải làm rõ, có ai là người đứng sau cậu ta không? Nếu không có thì tại sao dám đứng trước mặt tôi kiêu ngạo như vậy? Không Diệp nói, tôi hiểu rồi, đợi tôi tôi sẽ xác minh điều này. Diệp Vô Phong đứng trước sảnh khách sạn cảm thấy thật kỳ lạ. Anh tưởng rằng Chu Tinh đến đây là để đòi lại công bằng cho con trai mình vậy mà lại bỏ đi như thế. Sau khi phân tích anh cũng hiểu được nguyên nhân sự tình đúng là một lão già xảo quyệt nhưng cũng tốt dù sao nếu đã làm cho bọn họ phải kiêng nể thì lúc đối phó với chu tinh càng dễ dàng hơn diệp vô phong quay người bước về phía trước khi thang máy vừa mở một cô gái chạm vào người anh ấy lúc này gương mặt cô đỏ hồng sau khi bám vào người diệp vô phong cô gái đã hít thở thật sâu và nói với anh anh à anh có thể đưa tôi đến cục cảnh sát được không cái gì cơ diệp vô phong có chút không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng đúng lúc này có hai người đàn ông trung niên bước tới, vừa nhìn thấy cô gái liền vui vẻ cười nói, tôi tưởng cô ở đâu cơ? Hóa ra là ở đây à, đi thôi, chúng ta tiếp tục cuộc vui nào. Hai người trung niên vừa nói vừa đi đến trước mặt Diệp Vô Phong đưa tay ra tóm lấy cô gái. Nhưng Diệp Vô Phong đã nhanh hơn họ một bước, anh ôm lấy cô gái và bước lùi lại, anh lộ vẻ mặt khó hiểu hỏi người kia, anh là ai? Anh dẫn bạn gái của tôi đi đâu vậy? Lý thích sững sờ, cô ấy là bạn gái anh sao? diệp vô phong gật đầu mặt lý thích bỗng nhiên biến sắc đừng đùa nữa cô ấy là bạn của chúng tôi cô ấy chưa bao giờ nói với chúng tôi rằng cô ấy có bạn trai người trung niên kia là trịnh phi gật đầu đắc ý chúng tôi quen biết cô ấy lâu như vậy chưa từng nghe nói cô ấy có bạn trai có phải là anh muốn bắt cóc con gái nhà người ta đúng không diệp vô phong trả lời một cách hồn nhiên cô ấy là bạn gái của tôi trước đó cô ấy bảo tôi đến đón cô ấy vừa nhìn thấy tôi ở thang máy, cô ấy đã ôm chầm lấy tôi. Anh nói xem cô ấy tên là gì?" Lý Thích hỏi. "Lâm Thúy Hoa." Diệp Vô Phong trả lời không một chút do dự. Sóng Lý Thích bỗng nhiên nghẹn lại, đó là cái tên nào vậy, thật là quê mùa. "Tên của cô ấy không phải là Lâm Thúy Hoa." Lý Thích giọng the thé. "Diệp Vô Phong không hề chớp mắt, anh bảo cô ấy không phải tên là Lâm Thúy Hoa vậy cô ấy tên là gì?" "Cô ấy tên là Hồng Diêu." diệp vô phong cười chế nhạo thật là nực cười anh cho rằng có người họ hồng tên diêu không rõ ràng là anh đang bịa ra cái tên đó trên trán của trịnh phi đã toát mồ hôi nhưng lý thích lại lặng lẽ gửi một tin nhắn ra bên ngoài diệp vô phong nói với người con gái anh đang ôm trong vòng tay rằng vợ à bây giờ chúng ta cùng về nhà thôi cô gái chỉ nhẹ nhàng nói vâng nhưng điều đó cũng đủ làm mọi người tin rằng diệp vô phong chính là bạn trai của cô ấy trịnh phi ngăn diệp vô phong lại một nụ cười lạnh lùng hiện lên trên khuôn mặt, người anh em định trốn đi đâu vậy? Còn dám lo cả chuyện công ty chính hòa của chúng tôi? Công ty chính hòa, Diệp vô phong nhìn Trịnh Phi với ánh mắt tỏ vẻ nghi ngờ. Đặc biệt là khi nhìn thấy vẻ mặt đầy đắc ý của Trịnh Phi sau khi nói đến công ty chính hòa khiến cho anh ấy cảm thấy cực kỳ bối rối. Suốt cuộc đó là công ty nào mà khiến anh ta hãnh diện như vậy cứ như thể anh ta đã cứu rỗi được cả thế giới được hàng nghìn người ngưỡng mộ. Anh điên rồi à, Đấy là công ty quái nào vậy? Đến nghe tôi còn chưa từng nghe thấy. Nó tuyệt vời lắm sao?" Diệp Vô Phong nói bằng một giọng khinh thường. Chương 520: Những vệ sĩ không chịu nổi một đòn. Trịnh Phi sau khi nghe những lời mà Diệp Vô Phong nói ngay lập tức tròn to mắt, không ngờ rằng Diệp Vô Phong đến ngay cả công ty chính hòa ở Liêu Tây mà cũng chưa nghe qua. Đây là một công ty liên quan đến đào tạo và cử vệ sĩ đi, có thể nói đây là một công ty rất có tiếng ở Liêu Tây. Vệ sĩ của công ty bọn họ ở bên cạnh các ông chủ của các doanh nghiệp khác nhau, đều làm việc rất tận tụy, các ông chủ cũng rất hài lòng. Vậy mà bây giờ Diệp Vô Phong lại dám nói không biết, đây quả là làm cho họ vô cùng tức giận. Lý thích nghiến răng, tên khốn nạn này vậy mà lại dám sỉ nhục công ty chính hòa của bọn tao, tao thấy mày chắc là không muốn sống yên ở Liêu Tây rồi. Trịnh Phi đương nhiên là không định tha cho người phụ nữ này, còn nữa, người phụ nữ này là bạn của bọn tao, cô ấy hoàn toàn không biết không biết có phải là mày đã cho cô ấy uống thuốc gì, cho nên bây giờ tinh thần mới không tỉnh táo như thế." Diệp Vô Phong lập tức cười nhẹ một cái, "Ai mà biết được. Thực ra có một cách hay để giải quyết." Cả hai người đều có chút tò mò nhìn Diệp Vô Phong. Diệp Vô Phong cười nhẹ, "Chúng ta có thể đưa cô ấy đến cục cảnh sát trước đã, đợi sau khi cô ấy tỉnh táo lại thì có thể biết được cô ấy rốt cuộc có phải là bạn gái của tôi hay không rồi." Lý thích mặt mày sa sầm, Bọn họ đương nhiên là không muốn đưa người phụ nữ này đến cục cảnh sát, bên trên vẫn còn đang đợi bọn họ bắt người phụ nữ này đem về. Cho nên bọn họ xông lên định đem người người phụ nữ đi, Diệp Vô Phong mặt vẻ khó chịu, ai biết được anh có thật sự đưa cô ấy đến cục cảnh sát không, tôi thấy vẫn là nên cùng nhau đưa đi thì hơn. Diệp Vô Phong đương nhiên đồng ý rồi. Bốn người đi ra khỏi quán rượu, đi đến quảng trường phía trước quán rượu thì nhìn thấy mười mấy vệ sĩ lần lượt đến trước mặt Diệp Vô Phong chặn trước mặt anh. Trịnh Phi vô cùng đắc ý đi đến giữa đám vệ sĩ rồi nhìn về phía Diệp Vô Phong, mày còn thật sự tưởng là bọn tao sẽ đi cùng mày đến cục cảnh sát à? Mày cũng quá là ngây thơ rồi, mày không phải không biết công ty Chính Hòa làm về cái gì à? Những vệ sĩ này đều là nhân viên của công ty bọn tao, mày nói xem bọn tao là làm về cái gì? Diệp Vô Phong bừng tỉnh ngộ, anh rất muốn để Bạch Diệp Phi cũng đến đây, dù gì thì cùng ngành chạm mặt nhau, cắn xé nhau mới vui. Đáng tiếc là Bạch Diệp Phi đang ở trên kia chỉ là anh không ngờ rằng mình vậy mà lại gặp phải một công ty vệ sĩ. Trịnh Phi cười nhạt với anh ta, bây giờ mày quỳ xuống cầu xin, rồi giao người phụ nữ đó cho bọn tao, thì bọn tao còn có thể giữ cái mạng chó này lại cho mày, nếu không thì đợi mà nằm trong viện cả đời đi. Lý thích nhìn về phía mười mấy tên vệ sĩ vừa đi về hướng này vẫy tay ra hiệu cho bọn họ, để bọn họ vây diệp vô phong lại diệp vô phong có chút kinh ngạc nhìn hai người bọn họ chúng mày lẽ nào không biết chuyện xảy ra mấy ngày trước ở quán rượu này sao trịnh phi có chút nghi hoặc rồi song lý thích trả lời tao biết có người đánh cậu chủ chu doanh nghiệp chu tinh cho hơn trăm người đến bao vây quán rượu đến tìm người đã đánh cậu chủ chu đó đánh chết rồi lúc này diệp vô phong càng thêm kinh ngạc ý của mày là người đánh cậu chủ chu đó đã chết rồi sao lý thích khinh thường nói nói thừa người dám ra tay với cậu chủ chu diệp lẽ nào còn có đường sống sao thật sự quá là ngu ngốc diệp vô phong đương nhiên không ngờ rằng mình lại bị đồn thổi thành người chết cái doanh nghiệp chu tinh này vì mặt mũi của mình vậy mà lại sướng rồi bản thân thì vẫn luôn ở đây kết quả lại bị bọn họ đồn là mình chết rồi lý thích tò mò nhìn diệp vô phong mày định nói cái gì diệp vô phong chỉ có thể nhún vai không có chuyện gì Lý thích hét to một tiếng, vậy ý mày là không định đưa người phụ nữ này giao cho bọn tao đúng không? Thế thì đừng có trách bọn tao ra tay tàn nhẫn. 20-30 tên vệ sĩ từ từ đến bao vây, bọn họ đều mặc quần áo giống nhau, vest đen, kính đen, giày da đen, nhưng áo sơ mi bên trong lại là màu trắng. Hai cúc áo sơ mi trên cùng được cởi ra, để lộ ra cơ bắp lúc ẩn lúc hiện, trên mặt bọn họ đều có một biểu cảm giống nhau, dường như là vì để bản thân trông hung dữ hơn, cho nên đều một mặt lạnh lùng không có biểu cảm. Diệp Vô Phong chỉ vào người phụ nữ trong lòng mình, nếu mà muốn đánh nhau tao đương nhiên sẽ chiều đến cùng, nhưng mà cô gái này đang ở đây, chúng mày chẳng nhẽ không sợ làm cô ấy bị thương à? Mà hai người Lý Thích chỉ im lặng không nói gì, Diệp Vô Phong nở ra nụ cười, bây giờ không còn nói cô ấy là bạn của chúng mày rồi à? Xem ra hai người chúng mày cũng rất giả dối nhỉ. Lý Thích hai người bọn họ đều rất không thoải mái, xử nó cho tao. Cả hai người cùng lúc hét lên, vệ sĩ ở bốn phía xung quanh đều nhao nhao xông về hướng Diệp Vô Phong, bọn họ tiến lên phía trước trông như một chiếc xe tăng vậy. Sau khi đến trước mặt Diệp Vô Phong, ra tay loạn xạ, giơ tay lên là tự do đánh đấm quyết liệt, Diệp Vô Phong thoáng một cái là đã nhìn ra rồi. Vẫn là nên bảo đảm an toàn cho người phụ nữ này trước đi, dù gì thì người ta cũng tin tưởng mình như vậy, nếu như mà xảy ra chuyện gì thì mình cũng không biết phải ăn nói với cô ấy như thế nào. Diệp vô phong không đánh nhau với bọn họ luôn, mà một mình nhảy qua, ôm người phụ nữ ra khỏi đám vệ sĩ này. Sau khi đến phía sau của đám vệ sĩ, đầu tiên là đưa người phụ nữ dựa vào tường kính, lúc này mới nhìn xem đám vệ sĩ đang đi về phía mình. Anh lộ ra một nụ cười lạnh lùng, bây giờ tao có thể chơi với bọn mày rồi, nhưng mà đã dám động đến tao thì phải chuẩn bị sẵn tinh thần để nhập viện đi. Hai người lý thích lộ ra vẻ đắc ý, bọn chúng nghĩ rằng Diệp Vô Phong chắc chắn sẽ bị vệ sĩ của chúng đánh cho tơi bời, mỗi lần vệ sĩ của chúng đã ra tay thì đều là đánh gãy tay chân của người khác. Đây vẫn luôn là thói quen huấn luyện của bọn họ, chính là vì để đảm bảo kẻ thù không thể đưa ra được đòn phản kích, mặc dù lúc đầu chiêu thức này chỉ dùng cho kẻ địch mạnh, nhưng đến sau này miễn là ra tay thì nhất định sẽ đánh gãy tay chân của người ta. Do đó, mọi vệ sĩ của công ty Chính Hòa đều có tiếng là tàn ác, nhưng các ông chủ lớn đều là muốn những vệ sĩ tàn ác như vậy nhằm vào mục đích chết người mà đánh. Diệp Vô Phong rõ ràng đã cảm nhận được những vệ sĩ này ra tay đều rất tàn bạo, chỉ cần có cơ hội thì sẽ muốn đánh cho cả tứ chi của anh đều phải gãy. Anh đương nhiên là sẽ không cho đám vệ sĩ này cơ hội đó rồi, lúc mà bốn năm vệ sĩ đồng loạt xông đến anh chỉ ra đòn một cách nhanh gọn, mỗi đòn đều rơi đúng vào các khớp của bọn chúng. Dưới các đòn của Diệp Vô Phong, cánh tay của tất cả bọn chúng đều xuất hiện một hình cong kỳ lạ, đó là cong ra bên ngoài một góc 90 độ. Nếu mà bọn mày đã thích đánh gãy tay chân của người khác như thế, vậy thì tao cũng sẽ cho chúng mày nếm thử cảm giác đấy. Mà xương tay chúng cũng muốn đâm xuyên ra khỏi da luôn rồi. Đám vệ sĩ lùi lại đằng sau, cố gắng che lấy tay của mình, thời điểm đó không có cách nào để có thể ra tay lần nữa. Nhưng bọn chúng đều đã được huấn luyện bài bản, những vệ sĩ tay bị thương đều lùi về phía sau để những người còn lại không bị thương xông lên, cách thay thế này không có nhiều thời gian. Nên rõ ràng là họ đã được huấn luyện trong một thời gian rất dài cho nên mới có thể dùng cách hiểu ngầm này. Đáng tiếc là Diệp Vô Phong lại một lần nữa ra đòn, lại một lần nữa đánh gãy tay của 4-5 tên vệ sĩ. Trong một thoáng, một nửa số vệ sĩ đều lần lượt lùi về sau đến chỗ an toàn, trên người bọn họ đều là sự sợ hãi. Những người còn lại không ngờ rằng thực lực của Diệp Vô Phong lại mạnh như vậy, chỉ trong một đoạn thời gian ngắn chưa đầy một phút đã đánh 8 người của bọn họ thành ra như thế này rồi audio điện tử võ tấn bền hết chương 520